làm xe coi. Nam ơi, đại chúng mình đứng dậy niệm Phật nha. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa bu tra sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma sa bu tra sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra ha tu sa ma Dạ, mời mọi người ngồi. Hôm trước mình học xong từ vô minh rồi. Bây giờ mình qua từ thứ hai là từ hành. Chi thứ hai ở trong chi lý duyên khởi. Từ hành tiếng Pali là Sankhara. Từ Sankhara này đó, nó xuất nguyên từ cái tiếp đầu ngữ sang cộng với căn khara. Căn kha này có nghĩa là làm, cho nên sankhara có nghĩa là tạo ra. Thì tiếng Pali người ta giải thích là sankhatang afi sankharonti ti sankhara. Chữ sankhatang có nghĩa là cái pháp hữu vi, và afi sankharonti là tạo tác thành những cái pháp hữu vi khác đó, hoặc là tạo tác thành pháp khác thì gọi là hành. Như vậy hành tức nghĩa là tạo tác, là tạo ra những cái pháp hữu vi khác. Thì đó là được câu định nghĩa ha, tạo tác thành pháp khác thì gọi là hành. Có hai loại hành ha. Hành do vô minh làm duyên trực tiếp, và hành không có do vô minh làm duyên trực tiếp. Hành mà do vô minh làm duyên trực tiếp á, là như rồi mình cái câu mình nói là avicca paccaya sankhara, là vô minh duyên cho hành. Thì cái hành đó đó, hành trong cái lý duyên khởi đó đó, thì hành đó là hành nghiệp á, thì nó do vô minh làm duyên. Còn cái loại thứ hai, hành thứ hai mà hành không có do vô minh làm duyên trực tiếp á, tức là hành là tất cả các pháp hữu vi, như cái câu là sabbe sankhara anicca. Tất cả các pháp hành, tất cả các pháp hữu vi là vô thường. Thì như vậy cái nghĩa của từ thứ hai đó, tất cả các hành là vô thường, cái nghĩa thứ hai nó rộng hơn, nó bao gồm luôn cả những cái sắc pháp, như là những cái vật chất, như cái bàn, cái ghế, núi sông, mặt trăng, mặt trời đó gì đó, thì tất cả những cái đó nó không phải là nó không phải là cái hành tạo tác, mà nó đó là hành là những pháp hữu vi. Và nó có đặc tính chung là nó vô thường, cho nên nó là tất cả hành là vô thường. Và khi mặc dù trên cái định nghĩa đó nói rằng là tạo tác thành pháp khác là hành, nhưng mà khi mà mình nói tới chữ hành đó, thì nó được dùng với cả hai nghĩa, tức là cái trực tiếp tạo ra và cái bị tạo ra thì đều gọi là hành cả. Cái trực tiếp tạo ra tức là cái chủ, cái là chủ thể, cái mà chủ động tạo ra, và còn cái bị tạo ra, nó cũng là hành luôn. Ví dụ như ông thợ làm nhà cũng là hành, mà cái nhà được làm ra nó cũng là hành. Trong nghĩa đầu tiên, thì có cái nghĩa thứ hai đó, nghĩa mà chắc thì nghĩa nó rộng hơn. Khi mình nói về tới các cái pháp siêu thể ha, thì mình nói là có cả thầy là chín pháp siêu thể, là bốn đào, bốn quả vào một niết bàn. Thì trong chín pháp siêu thể đó thì tám tâm siêu thể nó cũng là hành. Nó vì nó còn là tâm, nó còn sinh diệt, cho nên nó còn là hành. Chỉ có niết bàn á mới là pháp vô hành, asankhara. Bởi vì niết bàn không có tạo ra pháp khác, và đồng thời cũng không có bị cái pháp khác tạo ra. Chứ còn tâm siêu thể đó thì nó vẫn còn là sự tạo ra và sự bị tạo ra. Như vậy chỉ có niết bàn là pháp vô hành thôi. Niết bàn là nó pháp nó không có do pháp khác tạo ra. Ví dụ như mình nói rằng mình tu hành để mình chứng ngộ niết bàn, thì không phải là mình tạo ra niết bàn, niết bàn thì nó có sẵn. Ví dụ như mình đi tới cái thành phố đó, thì không phải mình đi tới, tức là mình việc mình đi tới là tạo ra thành phố, mà thành phố là nó có sẵn đó.
mình có thể đi tới được hay không, mình có thấy được thành phố đó hay không. Thì niết bàn cũng vậy đó, không phải là mình tạo, nhờ mình tu thiền rồi mình tạo ra niết bàn, mà chính là niết bàn là nó không sanh không có diệt. Thật ra cái trạng thái niết bàn ngay tại cái cảnh dạng cảnh giới ở đây, mà khi mà tâm mình mà không còn tham sân si nữa thì mình nhìn cái gì thì cái đó cũng niết bàn cả. Thì đó là định nghĩa sơ qua. Bây giờ mình đi vào chi tiết. Hồi nãy mình nói đã có hai loại hành, hành không do vô minh làm duyên và hành có hành do vô minh làm duyên. Thì bây giờ mình đi loại đầu tiên là A lớn ha, là hành mà không có do vô minh làm duyên. Thì cái hành này nó có bốn loại. Loại thứ nhất gọi là hữu vi hành, sankata sankhara. Loại thứ hai đó mình định nói gọi là tối vi hành, afi sankata sankhara. Loại thứ ba đó là chuyên tạo hành, afi sankhara naka sankhara. Và loại thứ tư gọi là tối cần hành, payoga phi sankhara. Mình đi qua bốn cái tên trước, bây giờ mình đi vào từng cái loại một trong các bốn cái loại hành mà không có do vô minh làm duyên. Bây giờ đầu tiên là nói là hữu vi hành là gì? Các pháp hữu vi là các pháp được sinh ra do sự vận chuyển của pháp hữu vi, được thành tựu do duyên của pháp hữu vi. Nhưng mà ở đây thì mình nói duyên ngoài trừ vô minh, bởi vì nếu như nói do vô minh làm duyên thì nó đã thuộc cái loại thứ hai rồi. Thì ở đây gọi là hữu vi, là vì pháp tạo ra lẫn pháp bị tạo á đều là pháp hữu vi cả. Cái chữ hữu vi có nghĩa là gì? Asankhata là được tạo tác. Nè, chữ sankhata, xin lỗi sankhata này. Sankhata có nghĩa là được tạo tác. Mà theo nghĩa là nó còn bị, chữ vi có nghĩa là tạo tác đó ha, được tạo ra, cải tạo ra, và cải tạo ra đều gọi là hữu vi cả. Do nhân duyên mà tạo thành. Thì ví dụ như sống càng đã mòn, thì cái trường hợp mà sông nó không phải khi nào nó cũng đầy hoài, có khi nó đầy, có khi nó cạn, đá nó cũng phải có trớ ra hoài, mình nhìn nó trớ vậy chứ thật ra nó cũng bị bài mòn mai mòn cùng năm tháng. Hay là lửa mà phát sinh từ hai cái thanh tre cô mà cò sạc với nhau, cứ lấy hai thanh tre mà cò sạc hoài thì nó tạo ra lửa. Thì cái lửa mà phát sinh đó cũng gọi là pháp hữu vi, do cái duyên gì? Duyên là mình lấy cái hai thanh tre mình cò lại. Rồi âm thanh mà phát ra do hai cái vật chạm vào nhau thì nó cũng đều gọi là pháp hữu vi. Tức là nó đều là do các cái pháp khác tạo thành. Hoặc là trong kinh Đức Phật có định nghĩa một cái câu về hơi thở đó. Trong kinh Đức Phật á, thì có nói ra ba loại thân hành, khẩu hành và ý hành á, và tâm hành. Nhưng mà quý vị sau này học quý vị sẽ để ý nha. Mình đều nói là thân hành, khẩu hành, ý hành. Nhưng mà nó có hai loại thân hành, hai loại khẩu hành và hai loại ý hành. Có loại là do vô minh làm duyên, có loại không do vô minh làm duyên. Thì trong khi mà thân hành mà không do vô minh làm duyên đó, thì đó chính là hơi thở. Khi nói thân hành niệm là gì? Thân hành niệm tức là niệm hơi thở nơi thân á. Thì vì vậy cho nên ở đây có định nghiệm cái câu tiếng Pali là asasa pasasa kho abuso visakha kayika ete thama kaya bati bhatta tasma asasa pasasa kaya sankharo. Đây là định nghĩa này, tức là này hiện giả phi sắc khác, hơi thở ra, hơi thở vô là thân hành, bởi vì nó lệ thuộc vào thân. Chỉ thân hành là kaya sankharo ha. Và asasa tức là hơi thở vào, và pasasa là hơi thở ra. Như vậy hơi thở vào và hơi thở ra đó, nó là cái gì? Nó có cái sự sinh khởi, nó có cái sự tác thành. Mình còn sống thì mình phải có cái sự tác động, có hơi thở ra, hơi thở vào. Mà cái thân này còn sống thì mới có hơi thở, mà thân này chết rồi thì nó không còn có hơi thở nữa. Cho nên cái hơi thở này đó, nó phụ thuộc vào thân, và nó sinh diệt liên tục, cho nên gọi là thân hành. Còn về khẩu hành đó, thì định nghĩa là này hiền giả Visakha, trước phải tâm và tứ, rồi sau mới phát ra lời nói. Cho nên tâm và tử nó thuộc về ngữ hành, là vachi sankhara. Thì ở đây tên kia mình gọi chỉ kaya sankhara là thân hành, còn dưới này vachi sankhara là khẩu hành. Khẩu hành tức là lời nói. Mình muốn phát ra một lời nói không phải tự nhiên mình phát ra được. Mình phải có cái sự suy nghĩ, phải có cái sự chủ tâm, khi đó mình mới phát ra được lời nói. Lời nói nó có ý nghĩa đó. Cho nên là lời nói
thì hai cái yếu tố tâm và tử này nó rất là quan trọng. Cho nên trước phải tâm và tử rồi sau mới phát ra lời nói. Cho nên tâm và tử nó thuộc là ngữ hành. Nó được cái đó tạo ra ha, nó hoặc là như vậy lời nói là do tâm và tử tạo ra, nó tạo cái duyên để mà lời nói mới phát ra. Cho nên cái một cái là tạo tác và cái là được tạo tác. Rồi một định nghĩa nữa về tâm hành, đó là tưởng và thọ là tâm sở. Các pháp này nó lệ thuộc vào tâm, cho nên thọ và tưởng nó thuộc tâm hành. Bởi vì mình thấy rằng là tâm á, một cái tâm mà sinh lên thì nó không phải tự nhiên mà nó sinh lên được, thì nó phải có là xúc này, thọ này, tưởng tư nhất tâm mà quyên tạc ý. Và trong đó đó thì tưởng và thọ đó nó là tâm sở, nó lệ thuộc vào tâm. Ở đây có giải thích thêm, vì vậy cuối cùng ở đây giải thích này, như vậy chúng ta thấy trong hữu vi hành này đó có thêm ba loại hành, nó không phải là quả của vô minh, đó là hơi thở là thân hành, bốn tâm sở là tâm và tử thì nó thuộc về ngữ hành, và thọ và tưởng đó, nó thuộc về tâm hành. Thì ở bốn tâm sở này được gọi là quả của thức. Bốn tâm sở này ở trong tâm siêu thể và tâm duy tác thì nó là quả của sự vận hành pháp, và hành ở đây nó mang ý nghĩa là vận hành. Tức là lời nói muốn có thân thì phải có hơi thở ra, hơi thở vào, muốn có lời nói thì phải có tâm và tứ, và muốn có tâm để tâm vận hành đó, thì phải có công việc của thọ tưởng. Thành ra đó, ở đây là thật ra nói là thọ tưởng là chỉ nói nếu tên hai cái thôi, chứ còn không phải tâm hành, không phải chỉ có thọ và tưởng mà còn nhiều tâm sở khác nữa. Tuy nhiên thọ và tưởng ở đây đó, thì nó vì sao mà đem thọ và tưởng ra này? Vì thọ và tưởng nó chưa có thiện hay bất thiện, công việc của nó gần như là nó automatic thôi. Khi mà có xúc thì có thọ, và có xúc thì nó có tưởng. Và khi cái công việc tưởng chỉ là nắm bắt cái hình dáng, cái bề ngoài, cái màu sắc của cái vật đó thôi. Cho nên cái tưởng nó trong mới làm việc đâu á, nó đang còn là nó cái giai đoạn rất là sơ khai. Thọ cũng vậy, nó chỉ cảm nhận được, là hưởng được cái vị là an lạc, cái lạc hay cái khổ hay cái xả thôi. Cho nên khi mà nói tới cái giai đoạn đầu đó, hai cái tâm sở này đó, thì nó mang cái tính là nó chưa có bị vô minh chi phối. Chứ còn những cái quá tư đó, nó đã bắt đầu bị vô minh chi phối rồi. Bây giờ mình qua đó là thứ nhất gọi là hữu vi hành. Qua cái thứ hai gọi là tối vi hành. Tối vi, chữ tối là Aphi. Aphi là cao tột. Trên kia là chỉ có Sankhata thôi, bây giờ thêm cái chữ Aphi Sankhata nữa. Cho nên là Sankhata là hữu vi, Aphi Sankhata gọi là tối vi, tức là cái hữu vi mà cao tột. Thì tối vi hành là gì? Là pháp hữu vi mà được tạo ra cao nhất, mà nó có thể có được như đứa bé mà phát huy sức mạnh cao nhất của nó. Thì dĩ nhiên sức mạnh này cũng không thể sánh bằng sức mạnh của người lớn. Thì tối vi, tức là cái tối vi hành là cái pháp hữu vi mà được tạo ra cao nhất. Ví dụ như mình thấy cái cao nhất trong thành tựu tự nhiên đi, như là 32 đài nhân tượng của vị vua Chuyển Luân Thánh Vương, hay là của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác mà mau kịp chót đó, thì không phải ai cũng có được điều đó. Mà cái phước này là cái phước cao tột, mà nó là như vậy á, nó là cái sự thành tựu, nó thành tựu của các cái pháp ba la mật ở trong quá khứ đó. Những cái phước, cái thiền phước của những vị này họ đã tạo, cho nên tới cái kiếp cuối cùng đó cũng sinh ra làm người mà mình không có được mấy cái tướng tốt. Nhưng mà vì Chuyển Luân Thánh Vương và vì Bồ Tát đó, như là Thái tử Tất Đạt Đa, khi ngài là kiếp chót đó thì ngài có đủ 32 tướng tốt này, thì cái này được gọi là tối vi hành, là do nó được thành tựu tự nhiên. Hoặc là nắm vẻ đẹp mỹ diệu của bà Visakha. Bà Visakha đó, bà có một cái tướng rất là đẹp, từ tóc rồi tới dáng rồi tới là nước da, rồi tới cái khung xương, tới cái vẻ dạng người đó. Trong tâm chủ giải thậm chí con nói rằng là khi mà ba lớn tuổi rồi đó, mà ba ngồi giữa con cháu của ba đó, thì nhìn ba cũng trẻ như là con cháu của ba vậy. Thì đó là do cái người họ có cái tinh phước ở trong quá khứ của họ. Hoặc là thân sắc của các cái vi phàm thiên sắc giới. Mình thấy rằng sắc của mình á, của mình ở quả người đó, dù cái người đẹp nhất một cụ của quả người mình đi nữa đó, mà so với cái người mà chư thiên ở phàm thiên sắc giới thì cái sắc của mình quả là thô, còn cái sắc của họ hết sức là vi tế. Cho nên trong câu chuyện của ngài Nam Đa đó, khi mà Đức Phật mà ngài thấy ngài muốn cho Nam Đa, thấy Nam Đa là cứ đi tu mà cứ nhớ cái cô người yếu đó,
Thì Đức Phật ngài mình nói là anh nhớ cô ông Nanda, thái tử Nanda là em của Đức Phật á, em cùng cha khác mẹ đó. Thì cái ngày đó là Nanda là chuẩn bị sắp cưới vợ rồi, có cái cô đó là Hoa Khôi của xứ sở đó, mà chuẩn bị đám cưới. Mà hôm đó Đức Phật về kinh thành để thăm vua cha và thăm bà con hoàng tộc. Thì khi mà ngài đi đó, ngài muốn đồ cho Nanda xuất gia. Cho nên mà ông Nanda này ông chưa muốn đi tu vì ông đang có cô vợ đẹp sắp cưới mà. Thì mà Đức Phật thì biết rằng á, đi tu mà là an lạc tuyệt đối, chứ con ở nhà mà lấy vợ có con nó khổ ghê lắm. À, mà bây giờ mình giải thuyết pháp, ông nghe ông khi mà Đức Phật thuyết pháp xong thì nhiều người đi xuất gia lắm, ông Nanda ông chưa có đi tu. Thì Đức Phật muốn đồ cho ông á, cho nên mình giao bình bạc, nói là bây giờ Nanda ôm bình bạc cho Như Lai để tiện Như Lai một đoàn ha. Vậy là nghe Đức Phật mà kêu ôm bình bạc mừng lắm, vui lắm, chứ thành ra được đi theo mà, đi theo sư anh sư huynh ha, theo Đức Phật ôm bình bạc đi thì tưởng muốn đi một đoàn thôi. Nhưng mà sao có đi ra tới ngoài cổng cung điện rồi mà Đức Phật cũng có lấy bạc lại, mà cái Đức Phật không lấy thì đâu có giảm đứa. Bây giờ ai nhờ mấy ngày mà nhờ mình ôm mà mình đang kêu chứ có lấy lại mình đâu có giảm đứa, phải không? Cho nên kêu ôm đi thì cứ ôm thôi. Thì để nó ra khỏi cổng thành phố mà Đức Phật cũng có lấy lại thì cũng phải ôm đi tiếp. Đến khi Đức Phật đi về tới tỉnh xã luôn. Thì khi tới tỉnh xã, Đức Phật mới hỏi Nanda là vậy thôi bây giờ đó là đi về tới đây rồi đó, thì ngài mình nói là cái phước của xuất gia là phước tối thắng. À, con sống ở nhà đó theo ngũ dục đó, thì ngũ dục không bao giờ mà đây không mà được thỏa mãn cả. Mà theo ngũ dục thì đó là cái gốc của đau khổ đó. Thì khi mà nghe Nanda mà nghe nói Đức Phật mà nói, Đức Phật mà thuyết phục thì thôi khỏi nói rồi. Ông nghe vậy thì cuối cùng ông cũng đi tu luôn. À, nhưng mà si xuất gia xong rồi vô ngồi thiền á, thì ngồi thiền cứ ngồi mà nhớ có người yêu thôi. À, mà ngày xưa người ta thiệt tha lắm, người ta nhớ thì người ta nói người ta nhớ. Cho nên ông tâm sự về mẹ ông sư bàn đó, tôi đi tu mà tôi nhớ mẹ có người yêu quá. À, cho nên Đức Phật mà nghe cái tiếng đó đó, Đức Phật mà dùng thần thông đưa Nanda đi chơi. Rồi hôm nay Nanda đi theo Như Lai. À, đi chơi thì đầu tiên là dùng vào thần thông, đức diệu trường thần dùng thần thông đưa Nanda bay đi lên đi ngang qua một cái khu rừng. Cái khu rừng đó là cây cối cái vùng đó nó thì có cái cây có một cái con khỉ, có con khỉ cãi nó ngồi lên gốc cây á. À, mà cái con khỉ này cái lông thì nó bị chảy xẻm, cái mặt mày nó nhăn nhó tội nghiệp lắm. Đức Phật mà có thấy hấm khỉ nó già con thấy được rồi. Rồi đi lên nữa thì bắt đầu đi lên cả cái quả trời dục giới đó, thì bắt đầu thấy các cô thiên nữ rất là đẹp. À, thì Nanda mày nói là mấy cô này cô làm phước gì mà đẹp dữ vậy? Thì Đức Phật nghe mày nói mấy cô này là do bổ thí, mà mới bổ thí thôi mà đẹp, về con mấy người mà hành thiền con đẹp hơn nữa. À, bởi chứ thiên dục giới là đẹp ít, mà chứ thiên sắc giới con đẹp hơn nữa. À, vậy cho nên ông về ông tu đây. Ông mà tu chỉ chưa cần đắc thiền, ông chỉ cần tu giữ giới cho nó đàng hoàng thôi đó. Thì là coi như ông mà sinh lên làm thiên nam là mấy cái cô thiên nữ này là vợ của ông hết á. À, huống chi con lên cảnh giới khác nữa. Thì khi đó Đức Phật nghe mà nói bây giờ đó cái cô mà công chúa đó mà Nanda mà lâu nay mà thương nhớ đó có đẹp bằng mấy cái cô thiên nữ này không? Bảo ông Nanda là dạ không, cái cô công chúa của con trước nay thì con thấy cô rất là đẹp, nhưng mà bây giờ cô đó đó mà so với mấy cái thiên nữ này thì không giống như con khỉ da đó hết á. À, thì sau đó đó nhờ là thấy được cái sắc của thứ thiên đẹp như vậy, cho nên mới thấy cái cô công chúa này cũng có gì để mình mà phải tơ tưởng nữa. Cho nên sau đó về thì không còn nhớ người yêu nữa, bây giờ ông lo tu ông hành thiền để ông lên quả trời thôi. À, nhưng mà khi mà ông tu lên quả trời thì bạn bè mà nghe nữa, ông tu lên quả trời cũng chọc ông nữa. Nhưng mà sau đó đó nhờ tu một hồi đó mới thấy rằng à, để ra tu một hồi khi mà tâm tình an thanh tịnh rồi đó thì mình nhận ra rằng tu không phải để đến cõi trời để tu mà giải thoát, thì sau này Nanda cũng chẳng đắc A La Hán. À, thì cho nên là đang kể chuyện cho này cho quý vị nghe là để thấy rằng là chư thiên của các cõi trời đó, cái sắc tướng của họ nó rất là đẹp thanh, nó vi tế so với cái người đẹp mà của cõi mình, so với họ chỉ giống như con khỉ da thôi. À, thì đó là cái thiên cái tốt nhất nè, còn cái mà xấu nhất nữa đó, tội vi mà hành này đó, nó cũng có nghĩa là sắc diện xấu xí mà thiệt vô cùng xấu. À, của cái nàng Panchapapa. À, trong trong
kinh bụng sắm đó thì còn kể cái câu chuyện này, cô nàng Panchapapa này là xấu xấu vô cùng, nhưng mà cô này lại có thân thể là có cái mùi hương rất là thơm, thơm rất là đặc biệt, cho nên là vẫn được một vị vua cưới về. Hoặc là thân xấu xí của các chúng sinh ngạ quỷ. Ngạ quỷ thì thôi, có những cái loài chúng sinh mà nhìn nó xấu xa lắm, vừa xấu mà vừa hôi hãm nữa đó. Thì đó là gì? Những cái cảnh giới mà về cái phước á, nó có cái cảnh giới thì phước nó cao tột, về cái thiện thì có những cảnh giới nó cũng cao tột về những cái bất thiện và cái xấu ha. Thì hoặc là các tâm quả hiệp thế thành tựu theo cách tự nhiên, như khi mắt mà chạm cảm sắc xấu thì lập tức nhãn thức thọ xả quả bất thiện sinh khởi. Mình thấy rằng là nhãn thức thọ xả quả bất thiện là gì? Khi mà mắt mình mà phải thấy một cái gì mà xấu, ví dụ như phải bắt khi mình đi vô mình thấy một cái xác chết mà dòi bò mà giúp này kia đó, thì tự nhiên là mình như là mình thấy khó chịu liền, thì cái đó là cái tấm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân đó. Hoặc là mình nghe một cái mùi hôi thiệt là hôi, thì tấm đó là tấm gì? Tị thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Hoặc là mình phải bị đánh đập rất là đau đớn, đó là thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Thì như vậy đó là những cái tấm quả, nó là tấm quả hiệp thế mà nó thành tựu theo một cái cách tự nhiên, tức là quả bất thiện thì khiến cái tâm đó nó sinh khởi, thì cái đó cũng gọi là tội vi hành, vì nó là quả chứ nó không phải là nhân, nó không phải là tâm hữu nhân, cho nên nó không phải là do vô minh duyên tạo nên nó, mà nó là do là cái quả của cái nghiệp quá khứ. Đó là loại thứ nhất là thành tựu do tự nhiên, còn thứ hai á là loại thành tựu do nguyện lực. Ví dụ như ngài Bakula, trong thời Đức Phật á, có ngài Bakula đó, ngài là người có sức khỏe phi thường, không bao giờ đau ốm, và ngài sống tới 120 tuổi. Thì khi nào mà nói tới sức khỏe là trong hội chúng ngài đã được tặng là vì mà sức khỏe đệ nhất. Thì do tấm tiền kiếp á, ngài từng cũng dương thuốc trị bệnh đến cho Đức Phật Kassapa, và ngài nguyện thân ít bệnh. Và nhờ cái nguyện đó đó mà được cúng dường vị Phật toàn giác nữa, cho nên là khi mà cái kiếp cuối cùng của ngài đó, mà khi làm đệ tử của Đức Phật thì ngài rất là ít bình hoàng. Hay là hoàng hậu Anocha, trong tiên kiếp á cúng dường hoa Anocha đến bảo tháp thờ xả lời Đức Phật Kassapa, và nàng nguyện có được cái làn da như là cái màu hoa Anocha. Thì nhờ cái nguyện đó mà có cái phước nâng đỡ nữa, cho nên người ta cũng có được cái thành tựu như vậy. Thì cái thành tựu này là nó cái phước báo nên là thu thắng so với những người bên ngoài. Không phải người đời ai cũng có được màu da mà như cái màu hoa. Giống như bà Upalavanna là liên hoa sắc đó. Upalavanna, Upala là hoa sen xanh, Vanna là màu da. Thì cho nên là cái cô đó có cái màu da của hoa sen, cho nên gọi là liên hoa sắc. Sắc là màu sắc, màu da, và liên hoa là cái hoa sen. Thì Upalavanna đó là một cô rất là đẹp. Thì cũng do cái phước từng quả khử từng cũng dương đến Đức Phật á, mà cũng phát nguyện, cho nên bây giờ được những cái màu hoa như vậy. Thì như vậy cái chí pháp trong cái tội vi hành này chính là sắc nghiệp và tâm quả hiệp thế. Sắc nghiệp là sắc mà do nghiệp tạo đó thì gọi là sắc nghiệp, và tâm quả hiệp thế là những cái tâm. Tâm này chỉ là quả của những cái tâm trước thôi, chứ nó không phải là cái nhân để tạo nên. Mà vì nó không phải là nhân thì nó không có tham sân si, cũng không có vô tham vô sân vô si, cho nên trong này nó không có vô minh lâm duyên. Phần thứ ba gọi là chuyên tạo hành, Afi Sankharanaka Sankhara. Ở đây là nói đến ảnh hưởng di truyền của tâm sở tư trong tâm bất thiện hay trong tâm thiện hiệp thế sau khi đã diệt, mà nó ảnh hưởng này nó sẽ tạo ra sắc nghiệp và tâm quả trong tương lai. Như vậy đó, những cái tâm sở tư mà mình đã làm trong quá khứ rồi, trong đời trước hoặc là trước đây rất là lâu, bây giờ nó diệt xong rồi, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó vẫn còn tạo ra sắc nghiệp ở trong tương lai nữa. Thì mình thấy ví dụ như là một vị trưởng lão, một vị trưởng giả, tức là nhà giàu có đó, gọi là vị trưởng giả, vì đó rất là giàu, tài sản rất là nhiều, có ruộng đồng, có nhà cửa, có tiền bạc ha. Thì vị này đó trước khi chết đó, là có khi họ có viết một cái tờ di chúc, thì sau khi mình chung người ta sẽ theo cái di chúc đó mà phân chia tài sản. Thì cái này gọi là cái gì? Cái di truyền đó.
Còn bây giờ mình cũng vậy, cái tấm đó mình làm lâu rồi, bây giờ cái tấm đó nó diệt rồi, nhưng mà nó lưu lại những cái kết quả cho tương lai. Thì cho nên cái đó gọi là chuyên tạo hành, cái ảnh hưởng di truyền lại, mặc dù cái kia đã mất. Và cuối cùng á, từ tứ gọi là tội cân hành, payoga phi sankara. Chữ payoga là tinh tấn chuyên cần, và tội á, tức là cao nhất. Như vậy tội cân là gì? Là nỗ lực cao tột để mà thành từ mục đích. Mục đích ở đây tức là mục đích giải thoát giác ngộ đó. Ví như người thợ săn rượt theo con mồi, con vật mà chạy đến đâu thì người thợ săn đuổi đến đó. Sự tinh tấn của Bồ Tát dưới cội Bồ Đề trong cái đêm mà Ngài thành Phật á, đêm đó Ngài phát nguyện là dù chỉ còn xương da, máu và thịt có khô cạn mà chưa chứng đắc quả vô thường chánh giác thì ta không có rời cái bảo tòa này. Vì vì thấy tính tận từ cái mức mà coi như là Ngài ta là chết chứ không có rơi bao tàu bảo tòa, quyết tâm ta tu đắc đạo quả giải thoát thôi. Thì như vậy đó, cái phần này là cái chỉ nguyên rất là lớn, cái tính tận nó rất là lớn, mà tính tận này thì không thể là do vô minh được, nó phải do trị, nó duyên cho cái sự tính tận này. Hoặc là như Ngài Chakkhupala là cái vị mà Ngài mà bị mù đó hả, thì Ngài cố gắng giữ cái hành là ngắn oai nghi nằm. Trong 13 hành đầu đà đó thì có cái hành là ngắn oai nghi nằm, không bao giờ nằm, chỉ có ngồi hoặc đi hoặc đứng thôi. Mà vì Ngài phát nguyện như vậy rồi mà Ngài ít ngủ quá cho nên Ngài bị đau mắt à, thì khi mà Ngài đau mắt thì Ngài người ta cho Ngài thuốc để nhỏ mắt á. Mà Ngài nhỏ mắt á, thì thường thường mà nhỏ mắt mà để cho mắt mà nó nằm xuống, mà có hiệu quả, cái thuốc hiệu quả thì người ta phải nằm xuống. Mà vì Ngài không ngăn Ngài thảo đâu đa ngắn oai nghi nằm, cho nên là Ngài ngồi Ngài điểm thì nước cứ chạy xuống và nó không còn ngậm bao sâu được, cho nên mắt Ngài không có lành à. Nhưng mà khi mà tới khi mắt Ngài mà mù luôn đó, thì Ngài mù là ngu mù cái nhãn nhục thôi, cái gọi là cái nhục nhãn tức là cũng mắt thịt. Nhưng mà chỉnh cái giờ phút mà Ngài mù đó thì Ngài cũng chỉnh đắc đạo quả, mà Ngài có tam minh lục thông thì Ngài có đắc gọi là thiên nhãn à, và Ngài có được cái tuệ nhãn. Thì cái thiên nhãn, tuệ nhãn đó là thấy được rõ cái sự sanh tử của chúng sanh à, thấy rõ được chúng sanh này sinh ra ở từ ở đâu, rồi sinh ra chết, rồi đi sinh ra cảnh giới nào, thì Ngài đều thấy rất là rõ à. Thì đây cũng là đưa là một cái ví dụ của Ngài như vậy đó. Thì đó chính là cái tội cân hành của Ngài. Thì cái chí pháp của tội cân hành này chính là tâm sở cần, nó trợ giúp cho thân và ý không có lối sụt trước khó khăn và chướng ngại. Thì đó là bốn pháp hành, nhưng mà là không có do vô minh làm duyên à. Bây giờ mình qua cái phần B đó, đó là hành mà do vô minh làm duyên. Hành mà do vô minh làm duyên là loại hoạt động do vô minh trực tiếp tác động. Thì đây ám chỉ cho hành uẩn. Khi mà nói vô minh mà duyên cho hành thì đây là hành uẩn. Còn khi mà nói là tất cả hành là vô thường thì hành đó là pháp hữu vi, thì hành uẩn nó nằm trong pháp hữu vi. À, và pháp hữu vi thì có thể là những cái vật chất vô tri, nó cũng là pháp hữu vi. Còn hành uẩn thì nó là danh pháp rồi, nó là thuộc về tâm rồi à. Hành uẩn là nhóm có phần sự tạo tác, và đứng đầu của nhóm này chính là tâm sở tư, cetana, cetasika. Cho nên cái chi pháp của hành mà thường nêu ra đó chính là tâm sở tư à. Ví dụ như mình nói là công trình này là của kỹ sư A, bây giờ mình xây một cái chánh bảo tháp, chánh điện à, rất là lớn. Thì á, cái người kỹ sư xây dựng mà kỹ sư trưởng á, là cái người đứng tên cái công trình đó. Họ nói à, công trình này của ông kiến trúc sư đó và của ông kỹ sư đó. Nhưng mà cái đó khỏi một mình ông kỹ sư làm, mà cũng phải hàng trăm người thợ làm. Nhưng mà người ta nêu tên là nêu tên ông kỹ sư thôi. Thì cũng như vậy đó, trong cái nhóm hành tâm, cái hành uẩn á, có rất là nhiều tâm sở. Nhưng mà tâm sở tư là cái tâm sở đứng đầu để nó tạo nghiệp. Cho nên á, tâm sở tư được khi mà nói tới hành, thì hành mà do vô minh tạo thì nói tâm sở tư làm chi pháp ha. Thì hành là quả của vô minh, tức là do vô minh nó duyên cho nên có hành đó. Được các ngài giải thích theo cái câu này: Sankhatang kaya vachi mano kamang afi sankaronti ti etehi ti khang sankharo. Câu này được dịch đó: ba nghiệp thân ngữ ý được hình thành bằng cái gì thì cái đó được gọi là hành. Nên thấy chữ kaya là thân này ha, vachi là khẩu, mano là ý, và kammang là nghiệp à. Như vậy ba nghiệp thân khẩu ý được hình thành bằng cái gì à, được hình thành á,
đó là Afi Sankharonti, thì cái đó được gọi là hành tới Sankharo. Như vậy chi pháp của hành ở đây chính là tâm sở tứ, trong những tâm thiền hay là bất thiền, thì chính trong những tâm này đó, thì tâm sở tứ nó mới có cái tác năng tạo nghiệp. Tâm thiền thì nó mới tạo nghiệp, trong tâm bất thiền nó mới tạo nghiệp, thì hành đó, ở đây tức là hành nghiệp, hành ổn chính là hành nghiệp á. Còn nếu như nó cũng là tâm sở tứ mà nó xuất hiện ở trong tâm quả đó thì nó không có tạo nghiệp, nó xuất hiện trong tâm di tác thì nó không có tạo nghiệp, khi nó xuất hiện trong tâm thiền hay trong tâm bất thiền đó thì nó mới có cái tác năng tạo nghiệp. Trong những tâm quả này hay là tâm di tác này, tuy có tâm sở tư nhưng đó không phải là quả của vô minh, mà tâm quả đó nó là kết quả của hành. Nhớ rõ hai cái khác nhau nha. Tâm quả là kết quả của hành ở trong quá khứ, còn cái hành hiện tại đó, cái tư hiện tại đó, nó là kết quả của vô minh. Hai cái nó khác nhau. Cái tâm tạo tác thì là kết quả của vô minh, mà tâm quả thì nó là kết quả của hành, mà hành ở trong quá khứ đó. Thì cái câu đó là Sankhara Paccaya Vinyanang, hành nó duyên cho thức. Còn tâm di tác nó là kết quả của sự vận hành của pháp hữu vi, tức là chỉ cho ba tâm di tác vô nhân. Tâm di tác vô nhân là tâm kháng ngũ môn, tâm kháng ý môn và tâm tưởng cũng vi tiểu đó, hay là do dứt tuyệt vô minh của các vị thánh a la hán, tức là tâm di tác mình thấy có các loại là tám tâm thiện di tác ha, rồi có tám tâm thiện dục giới di tác này, có năm tâm thiện sắc, xin lỗi, năm tâm sắc giới di tác và năm tâm vô sắc di tác. Tâm di tác này đó quý vị thấy ha, tám tâm thiền là gì này, quý vị có học qua vi diệu pháp rồi phải không, có nghe qua tám tâm đại thiền chưa? Tám tâm đại thiền thì thứ nhất là gì này, tâm thọ, tâm thiền thọ hỷ hợp trí vô trợ, đến tâm thiền thọ hỷ hợp trí hữu trợ, đến tâm thiền thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm thiền thọ hỷ ly trí hữu trợ, rồi đến là tâm xả thọ, tâm thiền thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiền thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiền thọ xả ly trí vô trợ và tâm thiền thọ xả ly trí hữu trợ ha. Thì như vậy đó là tám cái tâm đó, đó là gọi là tâm thiền. Là khi một người mình đang là còn là phàm phu mà mình đi làm việc thiền đó, thì mình còn có cái sự tác ý rằng là mình muốn làm để được cái này, để được cái kia, tâm của mình nó còn có cái sự tạo tác ở trong đó để mong được cái này cái khác. Còn với các vị a la hán đó, các ngài cũng làm việc thiền như mình, các ngài cũng ngồi thiền, các ngài cũng tụng kinh, các ngài cũng thuyết pháp, các ngài cũng cho người này cho người khác, cũng bố thí vậy, cũng giữ giới vậy, nhưng mà các ngài làm với cái tâm không còn mong cầu gì cả. Cái chuyện đó là vì tới cái duyên tới thì làm, mà không có thì thôi. Thì như vậy cái tâm làm mà chỉ có hành động thôi, không có mong cầu, không có tạo tác gì thêm thì gọi là tâm di tác. Thì tâm này đó nó cũng có tâm sở tư, nhưng mà nó không có tạo quả, không có tạo ra tâm quả nữa. Nói cách khác á, hành mà do duyên vô minh là loại hành mà nó tạo ra tâm quả dị thục, và chủ yếu á, đó là tâm quả mà làm cái công việc tục sinh. Tâm quả nó đi làm tục sinh. Bởi vì khi ví dụ như tâm làm tục sinh là quý vị thấy khi mình mất á, một tiến trình tâm ha, mình trong đời sống hàng ngày đó mình có rất là nhiều tâm, tâm này sinh lên diệt đi, tâm khác sinh lên diệt đi, cứ sinh lên diệt đi như vậy. Mà khi nào mà mình không có đối tượng, mà tâm hữu thức mà nó không có khởi đó, thì có một cái loài tâm gọi là tâm hồ kiếp. Quý vị có nghe qua về cái tâm hồ kiếp này ha? Tâm này nó làm cái nền và nó gìn giữ cho cái tâm này nó không có bị gián đoạn. Thì cái tâm tục sinh, thì khi mình chết trong cái kiếp này thì mình sẽ có ngay cái cần tự nghiệp á, mình sẽ có một cái nghiệp nào đó, và do cái cần tự nghiệp này ha, và tiếp theo đó là tâm tử, có một cái tâm mình chết đi với một cái tâm đó thì gọi là tâm tử, và sau cái tâm tử này á, là sát na tiếp theo của cái tâm tử là sát na tục sinh. Thì cái tâm tục sanh, tâm mà đi làm cái công việc tục sanh này là tâm quả, tâm quả của bất thiện hoặc là tâm quả của thiện. Nếu như mà là tâm quả của bất thiện á, thì là được tái sanh vô cảnh khổ, bốn cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula.
Còn nếu như mà tâm quả thiền á thì được sanh vào quả người hoặc là quả trời. Và cái tâm mà đi làm tục sinh này đó thì nó cũng chính là làm cái công việc hồ kiếp ở trong cái đời sống bình nhật của mình luôn. Vậy thì tiếp theo đó là tâm sở tư. Nó tự mình tạo tác. Tức là nó tạo nghiệp rồi đó. Bên cạnh đó là con đốn đốc các cái pháp đồng sanh khác nó cùng tạo tác. Pháp đồng sanh là tức là các tâm sở khác đó. Và theo chức năng có được của pháp ấy, một tâm mà khởi lên nó có nhiều cái tâm sở cùng làm việc lắm. Nó có một cái ekip luôn. Quý vị thấy không? Tâm tham mà khởi lên á, muốn có một tâm tham thì nó phải có tới là 19 tâm sở. Thì trong đó đó có tâm, có những cái tâm gọi là đầu tiên là phải có 7 tâm sở biến hành nè, là xúc thọ tưởng tư nhất tâm bằng quyền tạc ý nè, ít nhất là có thêm 4 cái tâm sở bất thiện biến hành, đó là si vô tam vô quỷ phỏng dật nè. Rồi á, là nó có cái tâm của cái nhóm tâm sở tham nè, đó là tham ta kiến ngã mạn. Nhưng mà tham thì ta kiến và ngã mạn nó không đi chung với nhau. Nếu như có ta kiến thì không có tâm, một tâm có ta kiến thì không có ngã mạn, mà tâm có ngã mạn thì không có ta kiến. Quý vị có học qua cái này chưa? Có học qua rồi ha. Bây giờ có ai giải thích là vì sao mà tâm có ngã mạn thì không có ta kiến, mà tâm có ta kiến thì không có ngã mạn? Có ai nhớ không? Dạ. Bất, nhưng mà bất định sanh nghi hả? Sanh riêng. Nhưng mà ý là về thế này nè. Khi mà bây giờ giả sử như mà nói tâm tham hả? Tâm tham hợp ta kiến này. Hợp ta kiến là do hiểu sai mà làm. Không hiểu nhân quả. Có những người đó họ ví dụ như họ nghĩ rằng là mấy cái người nhà giàu này là do bóc lột mấy người nhà giàu này ác nhân không à. Cho nên bây giờ đó mình phải đi lấy cái của người giàu này mình đi chia cho người nghèo. Như vậy làm như vậy là rất là đúng. Hoặc là việc thiên kinh địa nghĩa lấy của người giàu chia cho người nghèo. Thì như vậy họ hiểu được bài đúng hay sai nè. Họ hiểu lời sai. Đó là tà kiến, không hiểu rõ nhân quả. Mặc dù là họ giàu, họ có thể làm ăn bất thiện, nhưng mà tài sản đó vẫn là tài sản của họ. Họ làm ra không phải là của mình, mà mình tự lấy tức là mình vẫn là trộm cắp. Mà người này họ hiểu sai. Họ cho rằng là lấy của người giàu chỉ cho người nghèo là chuyện đúng, là chuyện là hành hiệp trường nghĩa. Cho nên là cái tâm tham đó là do tà kiến, do hiểu sai mà họ đi làm. Còn á, có nhiều người không hiểu sai, biết rằng ăn trộm là bất thiện, là sẽ đưa ra cái quả đau khổ, nhưng mà họ vẫn làm. Như vậy vì sao biết sai mà vẫn làm? Là bởi vì mình nghĩ tôi biết sai mà tôi làm, tôi chịu quả đó, tôi sẽ chịu quả không sao hết á. Thì bây giờ giả sử làm thì bất ăn nếu như bị người ta nói được ăn cả ngã về không, tôi đi làm mà nếu có được á thì tôi sẽ được hưởng số tiền tôi tiêu, mà không được thì tôi chịu bỏ tù. Tôi chịu ở tù 5-50 năm được hết là tôi ra. Tức là tôi sẵn sàng chịu được cái đó. Thì đó là cái gì? Biểu hiện của tâm ngã mạn đó. Ý rằng là mình sẽ làm được chuyện này chuyện kia, mình coi thường cái nhân quả, mình nói rằng không sao. Tu thì tu, đi địa ngục thì đi địa ngục, có sao đâu. Cái tâm mà ngã mạn đó là biểu hiện của cái tâm ngã mạn. Như vậy là nếu như một á, như vậy tâm tham hoặc là vì tà kiến mà làm, mà hoặc là không có tà kiến thì vì ngã mạn mà mình làm. Còn nếu như mình đã không có ta kiến, mình cũng có ngã mạn thì mình thấy thôi, và chuyện đó sai là sai. Mà làm á, khi mình hiểu nhân quả đó, quý vị chỉ nhớ một điều như vậy là quý vị sẽ sợ làm điều ác này. Một cái nhân mình tạo ra thì mình chỉ tạo có một lần nhưng mà mình nhận là cái quả là cả ngàn lần. Thiền cũng vậy mà bất thiền cũng vậy. Mình trồng, mình cũng dương một bữa ăn thôi mà mình có thể nhận là cả ngàn bữa ăn. Mình giết người có một lần thôi, mình có thể bị giết lại cả ngàn lần. Vì sao vậy? Quý vị thấy đó, vì cái tâm mình khi làm nghiệp á, cái tâm mà tạo nghiệp đó nó nhân lên với thời gian. Do cái tư của mình á, mình có tư tiền, tư hiền, tư hậu. Tư tiền là tác ý trước khi làm, tư hiền là tác ý trong khi làm, và tư hậu là tác ý sau khi làm. Trước khi mình, ví dụ như mình đăng ký làm thị chủ dân Ekaterina sang năm, thì nguyên cả một cái năm nay là quý vị tác ý rồi phải không? Mà cứ nghĩ tới cái chuyện mình sẽ dân y và mình để dành tiền là mình đã hoan hỷ, thì chưa có dân y mà phước đã phát sanh rồi đó. Rồi trong cái ngày dân y đó, khi mà mình chính thức mình dân lên cái bộ ý lên chư tăng đó, thì gọi là tư hiền, là cái tác ý ngay trong khi làm.
Và sau đó mình làm xong cái lễ dân y rồi mà mình hoan hỷ quá đi. Mình tháng, ngày hôm sau, tuần sau, tháng sau, năm sau, thậm chí 10 năm sau. Mà mỗi lần mình nhớ lại mà cái phước mà mình vẫn còn hoan hỷ nữa. Thì cái phước nó vẫn cứ phát sanh nữa. Thì cái tâm của mình nó vẫn tâm thiền nữa. Thì quý vị thấy rằng có phải nhân lên hàng trăm hàng triệu lần ha? Nhân lên ở đây là do cái tâm của mình nó trở lui trở tới, trở lui trở tới với cái nghiệp đó nữa. Chứ không phải mình hành động chỉ có một lần cái tâm làm thôi, mà rất là nhiều lần. À, cái tư, cái tác ý của mình, mà tác ý chính là nghiệp. Chứ không phải chỉ ngay hành động mới là nghiệp, mà ngay tác ý đã là nghiệp rồi. À, vì vậy cho nên á, một cái nghiệp thiền mình tạo dù nhỏ mà nó cho cái quả rất là lớn. Thì cái nghiệp bất thiền cũng vậy, mình tạo cái nghiệp bất thiền nhỏ nó cũng cho cái quả rất là lớn. Vì vậy cho nên chúng ta nên thận trọng chỉ làm nghiệp thiền chứ đừng làm nghiệp bất thiền. Bởi vì làm nghiệp bất thiện là giống như mình đi vay lấy lại, đi vay nặng lại đó. Ha? Đi vay nặng lại, mình vay mình còn ngang, mình phải trả cái nợ cả triệu á. Ha? Rõ ràng cái chuyện đó quá là rõ, mà vì sao mình phải đi vay? Mình giàu có, mình đi làm ăn cho có để khỏi đi vay. Ha? Cho nên ở đây là tâm sở tư, nó từ mình tạo tác và nó đôn đốc các cái pháp đồng sanh khác. Thì pháp đồng sanh đó, ví dụ như trong tâm sở, trong tâm tham đó, thì các pháp đồng sanh là có si vô tàm vô quỷ phẩm vật. À. Quý vị thấy rằng trong bất cứ cái tâm bất thiện nào đó, nó cũng đều có bốn cái yếu tố là si, vô tàm, vô quỷ và phẩm vật. Vô si thì ai cũng biết rồi ha, si là si mê, không có biết rõ sự thật, không thấy rõ nhân quả, không thấy rõ nghiệp báo, cho nên là si mê. Cái vô tàm là gì? Không biết xấu hổ. Làm việc xấu mà không biết xấu hổ. Cái mà không xấu hổ đó là cái gì mình dám làm hết. À, và cái vô quỷ là không có sợ hãi, không có ghê sợ cái tội lỗi. Chính hai cái pháp vô tam vô quỷ này đã khiến cho người ta làm cái gì người ta không có gẫm tay. Chứ bây giờ đó, mình có cái tam cái quỷ đó. Ví dụ như mình đói bụng quá, buổi chiều mình đói bụng quá. Mình định đi mở đi chế quầy mì ăn. Nhưng mình ngồi nhìn quanh mình thấy xung quanh ở chung phòng mấy ông sư ở chung mình mấy ông của ăn. Mà mình đi ăn mình cảm thấy xấu hổ phải không? À, thì chính cái xấu hổ đó nó ngăn mình lại khiến cho mình không có ăn. Thì cả đó gọi là tam. Mà con người không thấy xấu hổ với cả ai ngăn kề ăn tôi đổi tôi ăn. Không có xấu hổ thì cái chuyện gì bất thiện gì người ta cũng làm hết á. Còn cái quỷ là gì? Là ghế sợ tội lỗi là mình nghĩ từ cái chuyện á. Ôi trời mình ăn trộm một lần rồi mình phải trả tới ngàn lần sợ quá. Mình giết người mình phải đọa địa ngục cả ngàn lần sợ quá. Thì cái sợ cái quả đã quả báo đau khổ đó đó khiến mình không làm. Thì cái đó gọi là quỷ. À, thì hai cái tam và quỷ đó nó khiến nó nhờ có cái hai pháp đó mà giúp cho mình không có làm việc ác. Cho nên được gọi là hai pháp hồ tri thế gian. À, hai cái vị mà mình mà có tam quỷ là hai vị là thân hồ pháp của mình đó. Nhắc nhở mình để mình đỡ làm việc ác. À. Và có một cái tâm sở phẩm vật. Phẩm vật là cái tâm mà buông lung, cái gì cũng thích hết á, cái gì cũng dòm, đi vô cái siêu thị cái gì cũng dòm hết á. Mà dòm cái gì là tâm tham khởi lên tới đó. Quý vị thấy không? Phần không có cái sự thu thúc. À, mình tu mà mình không có thu thúc, không có phòng hồ cạc căng, thì tâm mình nó sẽ phỏng vật, sẽ buông lung. Mà phỏng vật buông lung á, là tâm tham, tâm sân si nó khởi ngay lập tức liền. Quý vị ở nhà thì tâm tham ít khởi, thì quý vị thử vô cái siêu thị coi. Quý vị thử vô cái nhà hàng coi, đúng không? 1.000 món là 1.000 cái tâm tham khởi lên ha. Đó, cho nên là cái phẩm vật, phẩm vật nó khiến cái tâm tham nó sinh khởi, tâm sân nó sinh khởi. Thì đó, như vậy cái câu này là ý như vậy đó, là tâm sở tứ nó từ mình tạo tác và nó còn đốn đất cả cái pháp đồng sanh, tức là cả cái tâm sở của nó cùng tạo tác luôn. Và mỗi cái pháp đó, nó tạo tác theo cái chức năng của nó. Thọ thì nó hưởng cái vị đó, rồi xúc là nó tiếp xúc, rồi là si thì nó là làm cho mê mờ, rồi phỏng vật là làm cho buông lung, vô tam là làm cho không có xấu hổ, vân vân. Thì tất cả mọi cái tâm sở nó làm cái công việc. Hôn trầm thủy miên thì làm cho cái tâm gì? Nó là gì? Uể oải, trì trệ, không có năng động. Những cái tâm mà hỗ trợ đó, là vì sao mà phải có hỗ trợ? Là vì nó có hôn trầm thủy miên, có cái yếu tố trì trệ bên trong, làm thì việc thiền nhưng mà nó có cái trì trệ không chịu đi, cho nên phải có người tới rủ ra, tới rủ thôi đi hành thiền, thôi kệ đi làm phước với tôi, thôi chịu khó đi ngồi đi tụng kinh với tôi, phải có người đi kêu, đi học phải có người đi kêu. À, thì những người đó là cái tàu hôn trong thì miếng họ hơi bị nhiều. À.
Thì đó là mình nói qua về cái pháp đó đó ha. Thì tiếp theo đó, khi mà nói về ví diệu pháp thì nói về một cái chi pháp nào thì nói tới cái bốn ý nghĩa thực tánh, tức là nói thực tánh pháp của hành. Thì mình có bốn cái thực tánh đó là gì? Bốn ý nghĩa đó tức là trạng thái này, phần sự, thành tựu và nhân cần thiết. Vậy thì cái trạng thái của hành là gì? Chính là sự tạo tác. Có hành nó biểu hiện ra chính là sự tạo tác. Và phần sự của hành là tích trữ. Tích trữ, vì sao tích trữ? Quý vị thấy đấy ha. Mỗi cái tiếng trên tâm mà nó khởi lên á, mà đi qua 17 sát na ha, thì 7 sát na cuối cùng á là tốc hành tâm, javana. Sau đó nó có hai cái sát na cuối gọi là tadalambana, là Hòa Thượng Minh Châu dịch là đồng sở duyên, nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Sư gọi là tâm thập di hay là tâm mốt, tức là nó gom góp lại tất cả những cái mà rơi rớt lại của cái tâm đó. Nhưng mà có một vị họ dịch là tâm sao lưu đó, thì mình thấy cái tâm sao lưu là safe này rất là hay, dùng chữ safe này rất là hay, tức là một cái tiếng trên tâm nó sinh ra sinh lên, nó có 17 sát na thôi, nhưng trước khi nó diệt đi đó thì nó đã lưu lại, cho nên ở đây là phần sự nó tích trữ đó, nó lưu lại ở trong cái dòng tâm, trong cái pha văn ga đó, trong cái tâm hồ kiếp đó. Cái dòng pha văn ga là cái dòng mà nó sẽ đi suốt cả cuộc đời của mình đó. À, từ đời này qua đời khác cái dòng pháp văn ga cái đó, thì cái vòng pháp văn ga nó tích trữ. Vì vậy cho nên nó mình mới có nhớ, mình làm chuyện gì ngày qua ngày kia, tuần trước tháng trước năm trước, mà bây giờ mình vẫn còn nhớ. Nếu như không có cái động tác mà sao lưu này thì không thể nào mình nhớ đâu, vì tâm nó sinh lên rồi diệt đi rồi mất rồi. Nhưng mà nó có cái hai cái ta đa lâm bana cuối cùng đó, nó làm cái công tác sao lưu hay tích trữ này đó. À, nó tích trữ, nó làm thành một cái năng lực của nghiệp. À, và nó ở trong cái dạng tiềm năng. Cái dạng tiềm năng này khi nào có duyên thì nó trổ ra. Ví dụ như quý vị thấy cây xoài đó, mình nhìn cây xoài thì mình đâu, trong cây xoài nó đâu có trái xoài đó ha. Nhưng mà nó có cái tiềm năng ở trong đó. Và đến cái mùa tiết đầy đủ đó, thì tới cái mùa đó thì cây xoài nó trổ ra, nó đơm ra trái xoài. À, vậy thì cái nghiệp đã được tích trữ trong cái cây đó thì cũng như vậy đó. Cái nghiệp mà mình đã tạo nó được tích trữ ở trong cái dòng nghiệp của mình, trong cái dòng tâm thức của mình, và đến khi mà nó chín muồi thì nó trổ lên. À, và cái sự thành tựu của hành ấy thì nó chính là chetana, tức là sự cố ý hay là sự chủ ý hay là tức là tâm sự là tứ đó. À, nó có cái sự chủ ý cố ý trong khi làm một cái hành động. Và nhân cần thiết là vì sao mà có hành? Là vì có hành là do có vô minh. Có vô minh cho nên mà dẫn tới có hành. Còn nếu như vô minh diệt thì không có hành nữa. Thì đó là bốn ý nghĩa ha. Bốn ý nghĩa của hành uẩn. Thì ở đây giải thích rõ một lần nữa này. Tạo tác là gì? Tạo tác tức là tạo ra một pháp khác. Ở đây thì trong cái phần mà vô minh duyên hành á, thì ở đấy nó được hiểu là tạo ra pháp thiền hay là pháp bất thiền mới, hay là tạo ra cái tâm quả dị thục hay là sát nghiệp sau này. À, và tích trữ là nó chất chứa những cái mầm giống để tạo ra tâm quả và sát nghiệp. À, cố ý là nó có sự quyết định thực hiện, tức là có sự thành tựu là nghiệp. À, ví dụ như cái câu mà Đức Phật ngài hay nói đó là chetanaham phikkhave kammavadami, là này các tỳ khưu, ta tuyên triệt cố ý chính là nghiệp. À, và cuối cùng đó thì nó có vô minh là nhân gần. Mà vô minh là gì? Vô minh là không có biết rằng có danh sắc là có khổ. Cho dù danh sắc ấy mà có hiền khởi ở trong cõi phàm thiên cao cấp đi nữa đó, thì danh sắc ấy nó vẫn bị hoài diệt thôi, nó không có hoài. Mà vì vậy cho nên là khi một người á, mà đã biết tất cả có danh sắc là có khổ đó, thì người này không có tạo tác để rào tạo ra danh sắc nữa. Rồi tiếp theo thì mình nói là ba loại thân khẩu hành ý khác ha. Trong kinh á, thì Đức ngài Sariputta rằng ngài có thiếu rõ kêu ra ba loại hành, đó là thân hành kaya sankhara, ngữ hành là vachi sankhara, và tâm hành là mano sankhara. Còn trong nếu như mình đọc trong cuốn Thánh Tịnh Đạo đó, thì ngài Buddhaghosa ngài nói tới sáu loại hành, đó là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành, rồi để là thân hành, ngữ hành và ý hành.
À, như vậy sáu loài hành này mình sẽ đi tuần tự nha. À, đầu tiên là nói về thân hành. Thân hành là kaya sankhara. Phía trên kia này ha, là trên kia mình nói hơi thở ra hơi thở vào cũng là thân hành. Nhưng mà hơi thở ra thở vào nó không có tạo nghiệp. Cho nên nó chỉ là thuộc loài trên kia, tức là hành không do vô minh, không có do vô minh tạo đó. Còn cái thân hành này đó là thân hành này tạo ra nghiệp, cho nên còn gọi là thân nghiệp. À, mà thân nghiệp này nó có do vô minh làm duyên. À, tiếng Pali định nghĩa cái chữ thân nghiệp này là gì? Thân hành này chỉ là kaya sankharo titi, kaya sankharo là điều khiển thân tạo nghiệp thì gọi là thân hành. À, điều khiển thân tạo nghiệp thì gọi là thân hành. Như vậy thân hành hay còn gọi là thân nghiệp. Thân nghiệp nó có hai loại là thân ác nghiệp và thân thiện nghiệp. Thân ác nghiệp thì mình thấy là có ba ác pháp đó ha, tức là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. À, hay còn gọi là tà hành ở trong dục lạc đó. Thì những ba cái đó thì gọi là ác hành về nghiệp. Ngoài ra đó là mặc dù chứ không phải là sát sanh, chứ tới mức sát sanh, nhưng mà dùng gậy gộc đao trường để mà hành hạ chúng sanh khác đó, thì nó cũng thuộc là thân ác nghiệp. Thì khi mình nói nghiệp á, là các hành động như vậy, nhưng mà thật sự ra đó chính là tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện khiến cho nó điều khiển cho cái thân hành động. Bởi vì cái thân của mình á, mình lấy cái tay mình đi kiếm cái roi mình đánh người ta là cái tay đánh người ta, nhưng mà để cái tay đánh thì phải có cái tư nó điều khiển. À, cho nên cuối cùng khi mà nói nghiệp tuy là thân nghiệp, nhưng mà cuối cùng đó cũng là cái tâm sở tư của trong cái tâm bất thiện mà nó điều khiển cái thân này làm, nó biểu hiện qua cái thân. Nó biểu hiện qua cái thân cho nên gọi là thân nghiệp. Nhưng mà cái đầu sỏ đó vẫn là cái tâm sở tư. À. Còn về thân thiện nghiệp á, thì tức là xa lạnh ba ác pháp đó, không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Đó là về mặt tiêu cực, tức là mình không có làm ba cái đó. Nhưng mà ngoài ra còn tích cực nữa. Tích cực á, thì thân thiện nghiệp là dùng thân này để mà tạo ra những cái lợi ích đến cho người hay cho mình theo đúng pháp, như là phục vụ, cung kính, nghe pháp, thuyết pháp. À, thì quý vị thấy rằng là những cái công việc mà mình đem cái thân mình đi làm đó thì là tích cực, chứ không phải là thất tướng, thất sanh, không tặc, không trộm cắp, không tà dâm là đủ. Đó chỉ mới phần tiêu cực thôi ha. Phần tích cực là phải đem cái thân mình đi phụng sự. Quý vị giống như là một ngày quý vị có 24 tiếng đồng hồ, không lẽ mình ngồi thiền cũng 24 tiếng ngủ hết, không lẽ mình học hết. Cái chùa mà dơ đó, mình lấy cái chổi mình ra mình đi quét cái chùa. Mình thấy cái chánh điện dơ, mình đi lau chánh điện. Thấy lớp học dơ, mình đi lau chánh, thay lau lớp học. Việc đó là việc cần làm, không cần ai nhờ ai sai, không cần ai phân công gì cả. Mình thấy mình rảnh mà có việc cần làm, mình cứ làm. Mà cái quý vị làm như vậy chính là thân nghiệp thiền. Mà đặc biệt là những người mà mới tu đó cần phải làm những việc đó. Bởi vì khi mình mới vào tu đó, mình người ta hay dùng cái từ là gì? Phước mỏng nghiệp dày. Phước mình đó còn ít quá ha, mà tội mình thì hơi nhiều. Cho nên là mình phải tạo những cái nghiệp phục vụ này chứ, để mình có cái phước còn nâng đỡ cho mình tu tập nó được dễ dàng hơn. À, cho nên mình phải nên có những cái phước cung kính phục vụ như vậy đó ha, là để mình tạo cái thiền pháp gọi là thân thiền nghiệp. Ở đây có trích một cái câu kinh nói rằng nếu chỉ thực hiện mặt tiêu cực thì Đức Phật gọi là thân có chỗ cong, kaya vankana, thân có chỗ hỏng, kaya sodosana, và thân có chỗ khuyết là kaya kasavana. Hành giả cần phải đoàn tận chỗ cong của thân, chỗ hỏng của thân, chỗ khuyết điểm của thân qua phương thức tích cực. Chỗ cong, chỗ hỏng, chỗ khuyết điểm là gì? Của thân là gì? Tức là những cái tội, cái ác, những cái ác pháp mà biểu hiện của thân đó, mình phải đoàn tận nó. À, và chi pháp của những cái thân thiện nghiệp đó, thì nó là những tâm sở tư ở trong tám tâm đại thiền mà nó điều cho cái thân của mình hành động. Và chi tiết hơn nữa đó, thì chi pháp của cái thân hành đó chính là sắc thân biểu tri. À, sắc thân biểu tri. Thân biểu tri là gì? Là mình phải đi có những cái hành động biểu hiện ra. Mình quét, nên mình quét làm, mình quét nhà, mình lau nhà, thì những cái hành động đó gọi là sắc thân biểu tri ha. Rồi tiếp theo, như vậy là thân mình đi qua. Thứ nhất là thân hành, tức là nghiệp thân nghiệp ha, có hai loại là thiền và bất thiền. Bây giờ mình đi qua ngữ hành, vachi sankhara, thì nó có hai loại ngữ hành là loại không tạo nghiệp và loại tạo nghiệp.
Loài không tạo nghiệp á, là giống như tiếng nói trong mơ, tiếng hú hay là tiếng cười. À, vì vậy mình trong mơ mà mình nói đó thì nó đóng có tạo nghiệp, vì nó không có cái tác ý bên trong. Mơ là mơ sáng là mình nói vậy thôi. À, hoặc là tiếng hú, có người họ đau khổ quá họ hú lên vậy thôi, chứ cũng có cái ý nghĩa không, thì nó không có tạo nghiệp. À, thế còn á, loài thứ hai chính là loài hán ngữ tạo nghiệp á, tức là cái lời nói mà mình hay dùng để mà mình nói chuyện giao tiếp với nhau hàng ngày. À, là cái loài ngữ hành do vô minh làm nghiên thì gọi là ngữ nghiệp. Thì tiếng Pali định nghĩa là vachang sankharo ti ti vachi sankharo, là điều khiển ngữ tạo nghiệp thì gọi là ngữ hành. Thì ngữ nghiệp nó cũng có hai loại là ngữ ác nghiệp và ngữ thiện nghiệp. Ngữ ác nghiệp cũng có bốn ha: nói dối, nói đâm thọc chia rẽ, nói lời thô ác và nói lời phù phiếm vô ích. Quý vị nhớ bốn chí đó nha. À, nói dối này, nói dối tức là có nói không, không nói có ha, đặng nói trắng nói đen, đen nói trắng. Còn nói lời đâm thọc, tới người này nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người nọ. Nói lời thô ác đó tức là mình chửi người ta đồ ngu ha, đồ hà tiền, đồ bần tiền ha, mình nói những lời như vậy là những lời thô ác. Có người thậm chí con chữ đồ ngu như chó, ngu như bò nữa ha, thì lời quá thô ác ha. Và lời nói phù phiếm, mình hay bị cái này đó. Có thể mình bị mắc ba cái kia, nhưng mình mắc cái phù phiếm là gì? Ngồi với nhau rảnh quá bắt đầu mới bàn chuyện ông Trump ha, bàn chuyện ông Kim Jong Un ha, rồi là bàn chuyện chuyện em Iraq, Iran, rồi bàn chuyện hoa hậu đó này kia đó ha. Thì đó là chuyện phù phiếm vô ích. Cho nên chư tăng thì Đức Phật khuyên chư tăng không nói chuyện chính trị, không nói chuyện vua quan, không có chuyện người nam, chuyện người nữ. À, mình gặp nhau mình nói là nói chuyện gì? Nói Phật pháp, nói chuyện tu tập. Rồi đến ngữ thiện nghiệp, ngữ thiện nghiệp á, mà về mặt tiêu cực tức là mình lãnh xa bốn cái ác ngữ trên, không nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời thô ác và không có nói lời phù phiếm. Còn mà về mặt tích cực á, thì là nói những lời có lợi ích như là thuyết giảng chánh pháp và đi giảng hòa, đi khuyên nhủ vân vân. Thì á, lời mà lợi ích là có bộ là 10 này, là trong kinh định liệt kê, trong kinh Tràm Xe đó liệt kê có 10 lời lợi ích này. Quý vị học cái này để mình về mình nói này. Nói là gì? Nói về thiểu dục, nói về trí túc, nói về độc cư, nói về không vô nhiễm, nói về tinh tấn, nói về giới hành, nói về thiền định, nói về trí tuệ, nói về giải thoát và nói về giải thoát trí kiến. À, khi mình gặp nhau mình nói những chuyện này đó, nói làm sao mà để nói chuyện thôi, họ thấy họ tham quá mình nói chị ơi chị đừng tham nữa. À, đừng còn tham, đi kiếm tiền gì cho nhiều, ở nhà mình ăn ngày hai bữa thôi, mình để thì giờ mình tu. À, nói như vậy mình nên nói nữa ha. Rồi nói về độc cư, mình thấy người ta sống ồn ào tụ tập ồn ào quá, mình tới khuyên đừng có nên tụ tập lên ồn ào, không có lợi ích gì cả. Mọi người nên độc cư, mọi người sống một nơi an ổn mà tu tập. À, nói về không ô nhiễm, à, mình dặn với nhau là cố gắng giữ giới cho thanh tịnh, đừng có để cho bị nhiễm ô. À, nói về tinh tấn, nhắc nhở nhau thôi, ba thằng Hà này cố gắng tu nha, cố gắng buổi sáng lên tụng kinh ngồi thiền, chiều lên tụng kinh ngồi thiền nha, nhắc nhở nhau như vậy là nói về tinh tấn. Nói về giới hành, nhắc nhau cố gắng giữ giới. À, giới không ăn chiều này, giới không đàn ca sướng hát này, à, giới không trang điểm này, vân vân, nhắc nhau. Nói về thiền định, à, nhắc nhau hành thiền. Nói về trí tuệ, à, mình nói về trí tuệ, có những trí tuệ như thế nào, sự hiểu biết như thế nào. Nói về giải thoát, à, mình tu mình đã giải thoát được cái gì rồi, hoặc là mình sẽ giải thoát được cái gì. À, và cuối cùng là cái giải thoát trí kiến á. Cái từ giải thoát trí kiến này có thể có nhiều người bị hiểu lầm lắm, cứ tưởng rằng giải thoát trí kiến là giải thoát khỏi trí kiến, không còn trí kiến nữa. Không phải. Giải thoát trí kiến là trí kiến biết rằng mình đã giải thoát. À, thế mình gọi là giải thoát trí kiến. Bởi vì giải thoát là một kiến rồi, và sau đó mình biết rằng mình đã giải thoát ha. Như vậy giải thoát trí kiến là trí kiến thấy biết rằng mình đã giải thoát. Thì đó là những cái lời nghiệp thiện ha, nói gặp nhau chỉ nói những lời đó thôi. Còn nói ra đó không có nói những cái chuyện vua quan, chuyện người này chuyện người kia, chuyện chờ búa ha, chuyện tiền bạc, không đáng nói.
Trong kinh Vô Ủy Vương Tử, Avayarasakumara Suttang, đó là kinh Trung Bộ số 58 á, thì có cái câu nói rằng: lời nói nào Như Lai biết như thật như chân mà không tương ứng với mục đích, lời nói ấy người khác không ưa không thích thì Như Lai không còn nói. Cho nên mặc dù lời nói đó là lời nói thật nha, mà không tương ứng với mục đích, tức là nó không có đưa đến sự giải thoát, sự lời lạc, và người nói ra người ta cũng không ưa thì đừng có nói. Chứ ví dụ như mình thấy có lời nói là có mục đích, có là thật mà nó không có mục đích, ví dụ như mình tự mình nói cho chị ấy, chị thấy tôi thấy hôm nay mặc chị xấu ghê mặc dù nó là sự thật nhưng mà nó không có lợi ích gì cả, mà người kia nghe người ta cũng thấy không có thấy hoan hỉ gì cả, thì lời đó đâu cần phải nói ha. Thành ra là rồi tiếp theo này, lời nào Như Lai biết như thật như chân tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích thì ở đây Như Lai biết thì giải thích lời nói đó. Vì sao có cái câu này? Bởi vì cái câu chuyện của kinh Vô Ủy Vương Tử đó, ông Vô Ủy Vương Tử này là một vị vương tử thời Đức Phật á. Ông là cũng có học theo các vị ngoại đạo nữa. Trước khi ông gặp Đức Phật là ông có làm đệ tử của các vị ngoại đạo. Mà các vị ngoại đạo này đó thì rất là muốn thách thức Đức Phật. Cho nên á, hôm đó đó ông mới nói thế này, ngài Vương Tử, khi nào mà ông gặp ông Sa Môn Cô Đàm á, ông hỏi cho tôi câu này. Hỏi đó là Đức Thế Tôn có khi nào nói cái điều gì khiến người ta đau lòng không? Hỏi vậy đó, hỏi Đức Thế Tôn câu đó là câu trạc đó nghe. Có khi nào ngài nói câu gì làm cho người ta đau lòng không? Nếu Đức Phật mà ngài nói không, thì ông nói ông ngài nói lão rồi, bởi vì tôi nghe ông có chửi ông Đề Ba Đạt Đa, nói ông Đề Ba Đạt Đa là đồ ngu này, và đằng sau này là sẽ bị đọa này, là người này là không có xứng đáng ở trong tăng đoàn này. Như vậy là ông Đề Ba Đạt Đa nghe vậy ông đau lòng lắm chứ. Cho nên là ông nói không cũng được, mà nếu ông nói có thế này, trời, ông Phật mà ông nói khiến người ta đau lòng thì đâu có khác gì người khác đâu. Cho nên hôm đó ông Vương Tử Vô Ủy ra mới mời Đức Phật về nhà trai tăng, rồi xong mời Đức Phật xong rồi ông đặt câu hỏi là: dạ, bạch Thế Tôn, có khi nào ngài có nói điều gì khiến người ta đau lòng không? Thì quý vị thấy Đức Phật ngài không có trả lời không hay có, mà ngài là câu này ngài phải đi đường vòng bởi vì ngài biết đấy là cái trặc cái bẫy rồi. Ngài đi đường vòng bằng cách đó, ngài thấy ông Vương Tử Vô Ủy đang cầm bông một đứa bé trên tay, ngài mới hỏi á: bây giờ giả sử đứa bé này đó nó đang đi chơi mà nó nuốt đồng xu vô trong cổ á, thì bây giờ là ông phải làm gì? Nó nói con phải móc cổ để lấy cái đồng xu đó ra. Thì khi bị móc vậy nó có đau không? Nói giờ đau chứ, mà đau mà phải móc không? Nói giờ phải móc, bởi vì không móc ra thì nó sẽ bị chết, nó sẽ ngạt thở, nó sẽ chết. Chứ mặc dù con biết nó đau mà con cũng phải móc ra, bởi vì vì lợi ích cho nó. Thì Đức Phật nghe mình nói đó, trường hợp Như Lai cũng vậy đó. Nếu như điều nào mà nó là có sự thật, mà nó có lợi ích, thì điều đó dù có đau lòng thì Như Lai cũng phải nói. Cho nên mới có cái câu này đó, là lời nào Như Lai biết là như thật như chân mà tương ứng với mục đích là đưa tới sự giải thoát, mà lời ấy mà khiến những người khác không ưa không thích thì Như Lai cũng biết thời để giải thích lời nói ấy. Mà có thêm chữ phải biết thời mà thêm chữ giải thích nữa. Quý vị thấy không, phải lừa thời mà nói những cái lời mà khó nghe đó, phải lừa thời mà nói chơi khi nào họ vui vui mà họ nói chứ mày họ mày nghe. Và còn không những mà nói không thể nói trực tiếp mà cũng phải nói vòng vòng rồi lại, cho nên lừa lời giải thích nữa. Thì rồi và một cái nữa đó, cuối cùng là lời nói mà tiêu chuẩn nhất, đó là lời nào như thật. Có tiếp theo là chưa, lời nào như thật như chân mà không có tương ứng với mục đích, mà lời nói ấy khiến người khác ưa thích thì Như Lai cũng không có nói. Đó là thật cái nè, mà người khác cũng ưa thích nghe rồi nè, nhưng mà nó không có tương ứng mục đích thì cũng không nói. Cho nhiều khi mình nói chuyện đó thật mà người ta không thích nghe, mà cho nên tôi nói cho người ta nghe. Thì ví dụ như là chuyện thật mà người ta cũng thích nghe, quý vị thấy chuyện thật mà người ta thích nghe nhiều lắm nha. Tôi thấy cái ba bên kia là hai ba đó mà mới cãi nhau, mới đánh nhau là chuyện thật có xảy ra đó. Mà đi làm được mấy ba đấy cũng thích nghe lắm, thích nghe chuyện người ta hỏng chuyện gì lắm. Cho nên là cũng thật, người khác cũng thích nghe, nhưng mà sao? Nó không có tương ứng với mục đích, không đưa lại sự giải thoát lại. Ơi lời là cái điên đó đừng có nói ra, chứ đừng có nói là thật thì nói nha. Thật nhưng mà nó phải có lợi ích, phải đưa tới mục đích đó ha, tương ứng với mục đích.
Và cái lời nói mà tiêu chuẩn nhất đó là lời nào như thật như chân này, tương ứng với mục đích, và lời ấy khiến những người khác ưa thích nữa, thì lời thì Như Lai biệt thơ giải thích lời nói đó. Lời nói tiêu chuẩn nhất đó ha, tức là đúng như thật như chân, nói đúng với mục đích giải thoát, và lời nói đó cũng khiến người khác ưa thích nữa. À, thì một người mà thuyết pháp á, thì hay được ba cái tiêu chuẩn này, quý vị thấy không? Những người thuyết pháp là nói lời như thật như chân, nói lời tương ứng với mục đích, và nói khiến cho người khác thích nghe. Thì mình xét ra ha, im lặng suông, tuy nó không có vi phạm vào bổn ác ngữ nghiệp, nhưng mà không phải là phương thức hoàn hảo cho cái ngữ nghiệp thiền. Có người nói im lặng là vàng. À, im lặng là vàng, nhưng mà không phải trường hợp nào im lặng cũng là vàng, phải không? À, bởi vì sao? Im lặng á, có những trường hợp mà mình thấy người ta làm sai. Mình thấy người ta làm sai, mà vì họ không biết cho nên họ làm sai, mà mình cứ im lặng để người ta làm sai hoài như vậy, thì mình đâu phải thiền. Nhất là con cái của mình hoặc học trò của mình nữa đó, thì mình cần phải nhắc nhở. Cho nên có khi là lời nói là vàng, chứ không phải im lặng là vàng. Chẳng phải khi nào im lặng cũng là vàng ha. Câu trong kinh Phật cũ mà câu 267 Đức Phật nói nè: im lặng nhưng ngu si, đâu được gọi ẩn sĩ, như người cầm cạn cân, bậc trí chọn điều lành. Cho nên im lặng mà vì ngu si mà im lặng thì đâu phải gọi là bậc ẩn sĩ, bậc thánh được ha. Như người cầm cạn cân, bậc trí chọn điều lành, tức là bậc trí sẽ chọn khi nào là nên nói, khi nào không nên nói. À, có khi nói là tốt, mà có khi không nói là tốt, chứ không phải khi nào cũng không nói cả. Cho nên gọi là người cầm cạn cân là vậy đó, tức là mình phải biết khi nào thì nên như thế nào. À, mình phải biết cân nhắc. Bởi vì trong cái ý nghĩa nào đó, đó im lặng là đồng nghĩa với chấp nhận. Ha? Ví dụ như khi mà người ta tới thỉnh chư Tăng mà về nhà dùng cơm, là bạch ngài, ngày mai con mời nhà để nhà con để dùng cơm, thì các ngài chỉ im lặng là nhận lời thôi. Cho nên khi mình im lặng trước chánh pháp thì là điều tốt. Còn nếu như người ta nói điều sai mà mình im lặng, người ta nói điều sai như vậy thì có người họ tới đấy họ thuyết pháp, họ nói điều sai trái hết, mình ngồi mình im lặng, thì như vậy là mình chấp nhận cái điều sai của họ rồi. Trong trường hợp đó mình phải nói, để mình nói ra là mặc dù sư thầy nói như vậy, nhưng mà theo con đọc trong kinh thì con thấy nó khác. Thì theo mình phải đưa cái ý kiến của mình ra để cho người ta quay lại, người ta xét lại, chứ không phải khi nào im lặng. Im lặng trong trường hợp đó tức là mình đồng ý, mình tán thán với ý kiến của họ rồi ha. Rồi đó là phần ngữ hành ha. Bây giờ mình qua ý hành. Mano sankhara. Ý hành thì theo nghĩa đáng á, có nghĩa là sự tạo tác của tâm. À, hành là tạo tác và ý là tâm. Và Pali giải thích là chitta sankharo titi, chitta sankharo, điều khiển tâm tạo nghiệp thì gọi là tâm hành. Và ý hành trong phần này nó bao gồm hai loại. Loại thứ nhất á, là trong tương lai cho quả dị thục làm phần sự tái sanh. Và loại thứ hai là trong tương lai cho quả dị thục nhưng không làm phần sự tái sanh. À, ý hành mà cho quả làm phần sự tái sanh á, thì gọi là cái phần quan trọng nhất. Ví dụ như là tâm bất thiện, hay những tâm bất thiện là những cái tâm mà nó sẽ là cho quả tái sanh. Chính tâm bất thiện hay tâm thiện hợp thế liên đới với tâm sở tư tạo ra ý nghiệp. Chức năng của tâm sở tư là tự mình đào tạo tác, đồng thời nó kích động các cái pháp đồng sanh của nó cũng cùng tạo tác. Ý là một pháp đồng sinh với tâm sở tư, dù rằng ý dẫn đầu các pháp nhưng ý vẫn bị tâm sở tư kích động tham gia vào việc tạo tác của chúng. Ví như vị đại thần trình tấu lên vua một sở cầu và đức vua chấp nhận cái sở cầu đó. Trong ba loại nghiệp, thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp á, thì ý nghiệp là quan trọng nhất. Trong các cái đạo khác á, thì người ta cho rằng thân nghiệp là quan trọng nhất, bởi vì người ta nói chỉnh cái thân mà đi giết người, chỉnh từ cái thân mình mà đi sát sanh, mình mới làm hại người khác. Còn cái ý mới khởi cái ý thôi thì đâu có hại ai đâu. Nhưng mà quý vị có thấy rằng nếu không có ý làm sao có cái thân đi làm. À, cho nên đằng sau cái ý thì nó vẫn có cái thân phải không? À, cho nên cái câu ở trong kinh Ubali ha, trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật ngài nói rằng là này tapasi,
Trong ba loại nghiệp này, được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối trọng, tức là quan trọng nhất. Và chi pháp chủ yếu trong cái ý hành này cũng chính là tâm sở tư. À, nó tạo thành ý nghiệp, để tương lai nó tạo ra cái tâm quả hiệp thể và sắc nghiệp. Bây giờ trong cái tâm, trong cái loại ý nghiệp này đó, ha, bây giờ trong ý nghiệp này mà chia ra làm ba nữa đó, gọi là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Ha. Đầu tiên là phi phúc hành. Đầu tiên là phúc hành trước. Phúc hành thì phải bỏ bởi khi ác. Ý nghiệp thiền hay còn gọi là phúc hành, punya phi sankhara, tức là cái tâm sở tư trong tám tâm đại thiền và thiền sắc giới, trừ ra vô sắc này. Vô sắc thì nó thuộc gọi là bất động. Còn khi mà mình nói về thiền á, phúc hành á, thì mình nói về tâm sở của tâm sở tư trong thiền dục giới và thiền sắc giới. À, bởi vì nó đi chung với vô tham, vô sân và vô si, cho nên cái tâm sở tư này á, nó mới tạo đến cái ý nghiệp thiền. Và tâm sở tư này đó, nó tạo ra cái kết quả tốt ở trong tương lai, cho nên gọi là phúc hành. Phúc, chữ phúc là chữ punya, mà chữ punya được nghịch là gì? Định nghĩa từ tiếng Pali đó ha, người ta giải thích chữ nghĩa chữ phúc này: attano santanang punati sotheti ti punyang, rửa sạch bờn nhớ trong ta thì gọi là phúc. À, rửa sạch bờn nhớ ở trong ta, chữ sotheti là rửa sạch ha, puna là bờn nhớ, và santanang là trong cái dòng tâm, và attana là của ta. À, rửa sạch cái bờn nhớ trong ta thì gọi là phúc. Hoặc là một, và cái định nghĩa về phúc hành đây: punyam cha tang afi sankharo cha ti punya phi sankharo, vừa là phước mà vừa là động cơ tạo nghiệp thì gọi là phúc hành. Phước tức là phúc, mà nghiệp là hành, cho nên là nghiệp mà nghiệp thiền thì gọi là phúc hành. Tâm sở tư hiệp trong tám tâm đại thiền khiến cho mình lãnh xa 10 ác hành, đồng thời mình thực hiện 10 cái thiền nghiệp. À, 10 cái nhân sanh phước đó là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hoan hỷ phước, hồi hướng phước, nghe pháp, thuyết pháp và cải chánh trí kiến. Thì tất cả những cái này đó thì nó đều gọi là ý nghiệp thiền ha. Nó có xin lỗi, gọi là phúc hành. Nên hiểu rằng tất cả 20 điều trên là do cố ý muốn thực hiện thì mới thành tựu. Ý tức là ý, nói cái giá trọng, cái quan trọng của ý đó. Nếu không có ý bổ thí thì không thể nào mà đi bổ thí cả. Không có ý cung kính thì mình không thể nào có cái sự vãi chào đảnh lễ cả. Và nếu mình không có cái ý muốn nghe pháp thì không bao giờ mình đi nghe pháp hết ha. Cho nên là cái ý nó làm đầu. Tâm sở tư mà trong năm tâm thiền sắc giới đó thì nó tạo ra cái quả tái sanh về cảnh giới thiền tương ứng, cùng với cái sắc nghiệp ở nơi cái cảnh giới đó. Còn cái tâm thông thiền á, tâm thông tức là cái tâm mà thân thông đó, thì nó không có cho tâm quả gì thực thức, mà các pháp thân thông á, nó chỉ cho những cái thành quả cụ thể ngay trong hiện tại của tâm thông. Nhưng mà nó vẫn được kể vào phúc hành, bởi vì đó là tâm thiền ngũ thiền, và nó cũng do vô minh trợ giúp. Vì nó là con do vô minh trợ giúp cho nên còn gọi là hành đó. Rồi tiếp theo là ý nghiệp bất thiện, gọi là phi phúc hành. Apunya phi sankhara, trái ngược với phúc thì gọi là phi phúc. Napunang apunya, vừa vô phúc mà vừa là động cơ tạo nghiệp thì gọi là phi phúc hành. Thì chí pháp của phi phúc hành nó chính là tâm sở tư mà hiệp trong 12 tâm bất thiện, và nó tạo ra 10 ác hành, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, rồi là bốn cái khẩu á, ha. Bốn cái khẩu là gì? Không là nói dối, là nói lời đâm thọc, nói lời thô ác và nói lời phù phiếm. Và ý có ba, tức là tham, sân và tà kiến. Ha. Thì như vậy gọi là 10 trong 10 ác nghiệp. Thế là tâm quả bất thiền cùng với sắc nghiệp bất thiền nó xuất hiện ở trong tương lai. Khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiền này thì chắc chắn nó sẽ đưa tới cái quả bất thiền và cái sắc nghiệp bất thiền. Sắc nghiệp bất thiền là sao? Quý vị thấy là người mà sát sanh nhiều thì đưa tới cái sắc thân của họ đó, trong tương lai là gì? Ốm yếu, bệnh tật và không có được sống lâu. À, sắc của cái người mà không có sát sanh mà ngược lại còn có là phóng sanh, còn có giúp đỡ cho chúng sanh khác, các người đó có mạnh khỏe, có sức khỏe tốt và sống lâu, có tuổi thọ.
Cho nên đó, là những cái hành động nào thì nó sẽ hành động mình tạo nó sẽ đưa cái quả tương ứng và cái sắc nghiệp tương ứng. Và cuối cùng là mình đi vào phần cuối cùng hết đó là bất động hành. Anencha phi sankhara. Bất động hành thì nó cũng là phúc hành. Nhưng mà phúc hành á, là nó còn bị rung động bởi các cái tưởng sai biệt hay là các cái tưởng đối lập. Cho nên nó tạo ra cái chướng ngại cho tâm. Ví dụ như là bà La Môn là chú Lê Ca Sa Ta Ca đó. Đầu hôm á, thì tâm ông rất là hoan hỷ. Ông muốn cúng dường Đức Phật cái tấm áo choàng. Nhưng mà một cái tư tưởng bọn sẽ nổ lên cho nên là chặn đứng cái tấm đó đi. Thì như vậy cái tấm thiền, dù có thiền đến bao nhiêu nhưng mà nó vẫn còn cái sự dao động, nó không có chắc. Nhưng mà cái người mà đã vào được cái thiền vô sắc á, thì cái tấm nó rất là vững vàng, cho nên được gọi là bất động hành. Thì bất động hành là chỉ cho sự chứng đắc các tân thiền vô sắc. Như là kinh văn ghi này, là vì tỳ khưu vượt qua sắc tưởng, diệt đổi ngài tưởng, do không tác ý đến gì biệt tưởng, chứng và trú thiền không vô biên xứ, với tác ý cái không vô cùng tận. Thì khi một người mà tác ý tới cái không vô cùng tận mà không còn các cái tưởng, sắc tưởng hay tưởng đổi ngài nữa đó, thì sao? Thì khi tâm đó là tâm không có rung động. Nhưng nó không rung động mà nó vẫn còn tạo nghiệp, cho nên gọi là bất động hành. Và chi pháp của nó chính là tâm sở tư ở trong những cái tâm thiền vô sắc giới. Thì gọi là bất động hành. Tâm thiền vô sắc không hề rung động do sắc tưởng, các tưởng sai khác, các tưởng đối lập với tưởng vô sắc, cho nên gọi là bất động. Như vậy, ba hành mà đối với ba nghiệp, phúc hành thì đó là tám tấm đại thiền, thì nó tạo được ba loại nghiệp là thân nghiệp thiền, ngữ nghiệp thiền và ý nghiệp thiền. Phúc hành mà là năm tấm thiền sắc giới và bất động hành thì nó tạo được ý nghiệp thiền. Còn phi phúc hành á, là nó tạo được thân nghiệp bất thiện, ngự nghiệp bất thiện và ý nghiệp bất thiện. Rồi thì bây giờ là mình đã đi qua như vậy đó. Cái này thì những cái phần sau nó không cần nhiều, cái này không cần đi sâu vô với chú ý dự pháp, mà chí pháp nó nhiều quá không cần nói nữa. Thì mình dừng lại ở đây đó, là mình đã đi qua như vậy là định nghĩa về hành và các loại hành. Thì bây giờ để tóm tắt lại là đầu tiên á, hành là sankhara, mình phải chia ra làm hai nhóm. Là nhóm do vô minh làm duyên và nhóm không do vô minh làm duyên. Cái nhóm mà không do vô minh làm duyên là gồm có như là các cái pháp hữu vi hoặc là tối vi hoặc là tối cần ha. Thì như vậy á, cái đó nó không do vô minh làm duyên. Còn cái phần sau á, là những cái hành mà do vô minh duyên, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì trong thân hành thì có thân hành bất thiện, thân hành thiện. Khẩu hành cũng có thân khẩu hành bất thiện, khẩu hành thiện, và ý hành cũng có bất thiện và thiện. Thì trong phần ý hành mình chia ra là ba loại nữa, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì đó là tất cả những cái khái niệm liên quan tới hành để quý vị nắm cho rõ. Và sau này đó, khi người ta hỏi cái chữ sankhara đó, thì mình phải hỏi là sankhara trong cái nghĩa nào? Trong sankhara trong cái nghĩa là hành uẩn, hay là sankhara trong cái nghĩa là hành là các pháp hữu vi, hay là sankhara trong cái nghĩa là hành là tạo tác gì đâu ha, thì mình phải nắm rõ. Thì mình dừng lại cái bài học hôm nay ở đây và phần còn lại là để quý vị thảo luận hoặc là đặt câu hỏi nha. Giờ đây có cái mic đây. Yeah. Thứ nhất hồi nãy trong cái phần mà tu tập các cái điều thiện đó, nó có là phần cung kính rồi phục vụ thanh thiện. Như vậy là trong cái phần nãy là cái ngồi thiền mà coi như là ngồi kiết già đặt niệm trước mặt. Như vậy là trong cái phần kinh Trung Bộ kinh số 10 tứ niệm xứ, Đức Phật có nói này, các thầy cô nãy giờ một khu rừng ngồi là cắm mà kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Như vậy là đặt niệm trước mặt là như thế nào? Hiện nay là thiền là quý vị quý ngài chỉ là điều yêu cầu nhắm mắt không mở mắt. Cái câu đó xin sư phân tích là chúng ta mặt là gì? Câu thứ hai
là trong cái mười vị thiện như hồi nãy có nói là tức là trong thân có, tức là thân thì có ba, khẩu có bốn, nữ là bốn, còn ý ba tâm thì có ba. Bây giờ cái tâm tham tâm sân, tâm tham tâm sân đó là ý muốn, tâm tham tâm sân của cái phi của thô hay là vi tế, tức là cái nếu mà tham gọi là sang tham, tức là gọi là động khách, còn tham á của bậc thánh là tham, tham cái vi tế. Nhưng mà ý trong kinh nói cũng như sanh vậy, sanh là cái người thế gian, cái sanh của họ là họ bạo lên, nóng mà làm thấy nó ra cái tướng. Còn cái sanh của một cái địa vị mà tu mà bị thánh thì cái sanh của nó nằm trong đó. Dù khi nghe người khác nói chuyện mình không vừa ý là mình cũng là sanh. Thì ăn không ngon, đêm nếu không ngon mình thấy có chịu mình cũng là sanh. Nhưng mà sanh cái đó không phải là sanh của ở ngoài đời. Trong ý muốn nói là cái sanh nó như thế nào? Về cái việc mình nói là ngồi thiền mà mình đặt niệm trước mặt đó, thì con có đọc trong phần chủ giải đó, thì trong đó có nói rằng đó là khi mà nói là đặt niệm trước mặt là bởi vì á, cái phần nói về niệm hơi thở, quan sát hơi thở, thì hơi thở khi nào nó cũng ở đây cả, nơi mũi của mình á, cho nên là khi nào mà mình quan sát hơi thở thì mình phải đặt niệm trước mặt là phải đặt niệm ngay tại đây. Dạ, chứ không lẽ hơi thở trước đây mình đặt niệm sau này làm sao mình thấy hơi thở. Dạ, cho nên đặt niệm trước mặt là ngay cái chỗ hơi thở này. Dạ. Rồi cái phần trong thập thiện nghiệp hoặc là thập ác nghiệp, thập ác nghiệp thì trong đó là có tham sân và tà kiến. Thập ác nghiệp là chia làm ba, thân khẩu ý, thân có ba, khẩu có bốn, ý có ba. Thân có ba là sát sanh trộm cắp tà dâm. Khẩu có bốn, tức là nói lời sai, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác và nói lời phù phiếm. Và ý có ba, tức là tham, sân và tà kiến. Thì khi mà mình nói tham và sân đó, thì nó là từ thô tới tế luôn. Dạ, từ thô tới tế. Dù nó là vi tế đi nữa đó, sân mà sân vi tế nó vẫn là sân. Ví dụ như ai nói một cái điều gì đó đụng chạm tới mình, mặc dù bên ngoài mình không hề biểu hiện ra gì hết á, nhưng mà trong lòng gờn lên một cái sự không vui thôi. Nhìn, thậm chí người ta nhìn cái mặt mình cũng không có biểu hiện ra là mình không vui nữa đó. Nhưng mà mình cảm nhận trong tâm mình một cái điều, một cái cảm nhận không có vui, thì đó cũng là tâm sân vi tế. Thì mà như vậy nó đã là tâm sân thì nó vẫn là bất thiện thôi. Nhưng mà nó nhẹ, nó rất là nhẹ, vì nó mức độ tổn hại nó không có bao nhiêu. Thì tham cũng vậy, tham là cũng có là từ thô cho tới tế. Ví dụ như là mình tu mà mình ngồi thiền là mình cũng mong để đạt chứng đắc đạo quả đó, thì cũng tâm tham rồi gì nữa. Xin tiếp theo cái phần này xin hỏi rõ, ví dụ như có trường hợp này, đây là cũng sự thật luôn, xin đi xem cũng quan hệ ở thì Diễm Sơn thì lại có cái sư phụ á, thì muốn cho tất cả các tăng ni cư sư đi tạp bá các nơi. Nhưng mà bây giờ một người như sư huệ là biết rằng á, ngày mai này bữa nay đi tạp bá rồi thì tiền á, thì cũng bỏ túi, nhưng mà ngày mai á biết rằng số tiền này không sử chưa biết sử dụng gì đó, nhưng mà mai nghe nó đi cũng đi nữa. Nhưng mà về cũng không bỏ túi, thay vì muốn có nhu cầu cho tới dịch dụng mà mình phải đi để mình về mình mua về tới dịch dụng y phục đồ ăn hoặc là đồ mẫu hay là thuốc men để trị bệnh, thì có nhu cầu sử dụng tiền thì không biết nó, nhưng mà về cất giữ như vậy nó có phải là tâm tham không? Sư cứ thẳng nói, tại vì sư huệ thấy là đó là tâm tham đó, nhưng mà bỏ trong túi nó một điều mà bữa nay đi được bảy tám trăm ngàn, có tâm tham thật xả. Dạ thì cũng có trong như sao hỏi được ha, cũng có, nhưng mà giả sử như thế này, người ta thỉnh, nếu như mà người ta thỉnh thì mình đi, ví dụ như có hai cái đi nha, có đi mình đi cái khất thực, chứ cũng có hai cái đi nha, mình đi mục đích là để giao duyên cho Phật tử và để nuôi màng thôi. Thì ví dụ như cái Phật tử đó họ muốn thỉnh cho được 100 vị, và họ mình giống như vừa rồi ở bên Suối Tiên đó, là họ nói là thỉnh 30 cô ở Viên Không đi.
Khi mình thấy rằng là mình muốn tạo duyên cho Phật tử họ có tăng đi để họ cúng dường, cho nên mình đi. Rồi ngày hôm sau sự như mình mới về xong, mình có được vài trăm ngàn đó. Rồi buổi sau cũng có người họ thỉnh mình nữa. À, thì mình cũng, nếu như mà vì mình nghĩ rằng là nếu như họ không mời thì thôi mình không có đi cũng được. Nhưng mà nếu họ có mời thì mình cứ đi. Và tiền đó về mà nếu mình cảm thấy mình không có dùng tới thì mình xả. Mình xả, mình cho người khác, mình đi bổ thí, mình đi cúng dường lại. À, đừng nên có cái tâm tích lũy nhiều. Thành ra tùy, có khi mình đi là để gieo duyên cho Phật tử. Vì họ thỉnh cầu, cho nên là mình chư tăng là cái ruộng phước cho Phật tử mà. Cho nên nếu như có lời thỉnh mời, hôm nay mình đi rồi mà ngày mai người ta mời mình vẫn có thể đi được. Mình đi nhưng mà xong rồi về đó. Thường thường ở trên viên không thì các cô mà đi khất thực về mà nếu như có tiền đó thì tất cả đều xả vô trong quỹ của chúng, chứ không có giữ tiền riêng. Dạ, cho nên tất cả đều bỏ vào cái quỹ hết, cho nên là nhẹ nhàng lắm. Mình, dạ, mình không có cảm nhận mình tội lỗi, mình đi tích lũy với cả cái đó đưa vào quỹ tâm bảo. Và quỹ tâm bảo sẽ đưa vô là về sinh hoạt, về xây dựng, về thuộc men cho hội chúng đó. Dạ, cho nên là thì quý vị á, là cũng mình làm sao là mình cũng có cái tâm rằng đó là mình là tạo cái phước cho chúng sanh và vừa là để cho mình có phương tiện để mình sinh sống. Thật sự ra đó mình cũng thông cảm cho các cô tu nữ và các sư ở đây đó, là chùa đâu có lo cho mình ăn uống hàng ngày đâu. Cho nên là các cô cũng phải lo tiền nước, tiền ăn cả tháng. Nhiều khi tháng này đó là nhiều chùa mời. À, nhưng mà tháng sau không có chùa nào mời sao? Cho nên là mặc dù tiền hôm nay đi về chưa có làm gì cả, nhưng mà ngày mai họ cũng phải đi, bởi vì tháng sau họ không có. Cho nên sư phải thông cảm là nhiều khi đó là họ cần các cái đó đó để họ có cái số tiền để họ chỉ là để trang trải cái đời sống cá nhân trong khi chùa mà chưa có lo được cho họ. Dạ. Chứ còn không phải nhiều khi còn mà tham mà nhiều quá, chứ còn mấy trăm ngàn thì về thật ra thì cả cô mà vài trăm ngàn hay một vài triệu thì cũng đâu có đủ. Nhưng bình một cái đi bệnh viện là cũng phải mất hết mấy triệu rồi. À, cho nên là tuy nha, cũng có đi như vậy, nhưng có người đi là bởi cái tâm tích lũy cho được, hay còn có người là chỉ để trang trải cho cái cuộc sống thôi. Dạ, thì nhiều khi mình phải thông cảm. Tuy là không được mời nhưng mà có những cái lễ đặt bạc hồi đó. Thì là đặt bạc hồi có nghĩa là ai muốn đi thì đi. Có hai loại lễ. Một loại lễ đó, có những chùa đó thì người ta nói rằng là người ta chỉ mời những người nào tới, giống như chùa con đó. Thì mỗi lần con dự con lễ là con chỉ một con số là 100, và mời chùa này 10, chùa kia 10, chùa kia 10 thôi, là mình đã có con số nhất định rồi. Vì Phật tử của mình cũng con số rất là nhỏ, chứ không phải như Phật tử ở đây. À, thì trong trường hợp đó là chỉ mời Phật sơn 10 vị thôi. Nhưng trường hợp đó thì quý vị để cho vị ni trưởng ở đây là mời phân phối hôm nay 10 vị này, hôm nay 10 vị chùa khác đó. Thì khi đó là người nào mà không được mời thì đừng nên đi. Để mình đừng có làm khó khăn cho cái ban tổ chức. Còn nếu như chỗ nào mà họ không có giới hạn con số, bởi vì như chùa Phật Sơn hay là chùa Bụt Quang đó, thì là ai đi thì đi thôi, không có giới hạn con số, thì khi đó quý vị không cần mời, quý vị đi vẫn được. Nhưng mà những chùa nào mà họ có mời, có con số thì mình không được mời thì không có nên đi. Dạ rồi, có, dạ được rồi, chép cái bài hôm nay phải không? Bài vô minh về hành hai, bài này vô một. Dạ. Rồi chép cho cô luôn cái phần tam tạng Pali. À, để con nhân đây con giới thiệu cho quý sư hai cái phần mềm. Nếu như vị nào mà có dùng vi tính đó, nhân đây con chỉ cho quý vị hai cái phần mềm này mà con rất là hay dùng. À, thứ nhất là phần mềm để con chạy cho con này cái trên lâu ha. Vô cái phần data đó thì ở đây nó có cái phần là Pali Tipitaka này, Pali Tipitaka copy, và còn cái bài hôm nay đó là Phật pháp căn bản. À, bài Phật pháp, dạ bài Phật pháp căn bản để mở Word ra. Phật pháp căn bản này.
Dạ, rồi để con giới thiệu cho quý vị hai cái phần mềm này nó rất là hay. À, phần mềm thứ nhất là Nikaya Reading. Không biết quý sĩ đã ra dùng cái phần mềm này chưa? Nikaya Reading nhé. Chắc chưa? Để con học Nikaya Reading. Mình mở ra. Thì là năm tạng trường bộ ha. DN là đi được trường bộ Dika Nikaya. MN là Majjhima Nikaya là trung bộ. AN là Anguttara Nikaya là tăng chi. SN là Samyutta Nikaya là tương ưng. KN là Khuddaka Nikaya là tiểu bộ. Thì bây giờ đầu tiên mình vào mình sẽ thấy cái bài đầu tiên là kinh trùng trường bộ đầu ha. Cho nên là xuất hiện bài kinh đầu tiên của trường bộ luôn là kinh Phạm Vọng. Mình muốn chữ lớn á, thì mình đưa nó lên. Rồi ví dụ như quý vị thấy xảy này, bài kinh đầu tiên là kinh Phạm Vọng. À, mình mở ra là có bài kinh này. Mở ra là tiếng Việt liền. Bây giờ đó mình muốn đọc tiếng Pali thì trên này có ba cái là cơ. À, cơ đầu này là cơ Ấn Độ, ở giữa là cơ Việt Nam, bên này là cơ Anh. Mình bấm vào cơ Ấn Độ á, thì nó ra bảng Pali. Evang me sutta nghe kang samayang phagava antarachara chagahang ha. Đó, thì mình đọc đây. Rồi mình muốn bảng tiếng Anh thì bấm vào đây là ra bảng tiếng Anh liền. Ngay tại chỗ này luôn. Và nó có một cái hay đó. Là mình muốn tra từ điển á, thì mình cũng tra ngay tại đây luôn. Ví dụ chữ occasion. À, mình bấm, mình click chuột phải, mình xem từ điển. À, thì nó ra cái chữ occasion. À, dịp hay cơ hội hay duyên cớ ha. Đây là từ điển Anh Việt. Còn nếu như mình đang đọc phạm Bali, thì mình tra từ điển chữ evang. À, click tra từ điển. À, ở đây nó đang bị cái lỗi gì ha. Để coi cái chữ khác có ra không. Và sau này đó là không hiểu sao mấy cái phần mềm này nó hay bị lỗi. Ra chữ antara là... xem từ điển. À, nếu như mà cái bảng này mà từ điển mà nó bị trục trặc á, thì mình vào một cái bảng, đây là bảng này, bảng này là có ba thứ tiếng Pali, Anh, Việt, bảng dịch ha. Thì nhưng mà nó chỉ có tăng kinh thôi. Còn nếu như mà mình vào một cái phần mềm khác á, đó là phần mềm về tam tạng Pali đó. Thì ở đây ha, Pali Dictionary, mình mở ra đó. Quý vị sẽ thấy rằng là toàn bộ tam tạng cũng như chú giải, cũng như sách văn phàm, cũng như là thi ca, bất cứ tác phẩm nào bằng tiếng Pali đều tập trung vào đây hết á. Và ở đây mình có Tipitaka là tam tạng này, tạng luật này, mình rồi tạng kinh này, rồi tạng Atidam. À, bây giờ mình thử mở tạng kinh trung bộ, mình mở ra là có tập 1, tập 2, tập 3, rồi vô phẩm thứ nhất. Thì mình sẽ mở ra cái bài kinh này. À, khi mình mở cái bài kinh này, mình đọc cái bài kinh này đó, bây giờ mình muốn tra chữ nào thì mình chỉ cần double click cái chữ đó thôi, thì ra từ điển liền. Và ở đây mình có từ điển tới 5 thứ tiếng. Từ điển Pali Nhật, Pali Hán, Pali Anh, Pali Việt và Pali Miến. À, ví dụ mình thấy đây này, Pali Việt này. Ê văn có nghĩa là như vậy, như thế ấy, giống như vậy. Có hai cuốn từ điển là Pali Việt của Ngài Bù Chơn và Pali Việt Abhidhamma Thơm. À, rồi từ điển tiếng Anh thì có hai cuốn, ba cuốn từ điển tiếng Anh. À, đó, Ê văn, nếu như kiểu từ điển tiếng Anh có dịch là chữ exactly hoặc là just so. À, thì quý vị thấy đó, từ điển tiếng Hán, ai biết tiếng Hán thì nó vào đây là ra về cái chữ như thử. À, hoặc là thị đức. Thì như vậy nó rất là tiện lợi. À, từ muốn tra chữ nào chỉ cần bấm chữ đó thôi, double click chữ đó. Chưa kể đó, chữ mê là đó. Chưa kể mình có một câu kinh mà mình không biết cái câu này là trích từ trong bài kinh nào. Ví dụ như kinh mà Đức Phật này các tỳ kheo ta nói tạc ý chính là nghiệp chẳng hạn. Mình có câu đó mà mình biết câu đó nó trong bài kinh nào, thì mình copy cái câu đó, mình đưa vô đây mình tìm, thì nó sẽ báo ra cho mình biết. Ví dụ như hồi nãy này ha, trong cái bài của mình á, có cái câu, một câu Pali phải không? Mình có cái câu đây, ví dụ như câu này này, Nahi pa pang ka tang ka mang sa chu khi răng va mu cha ti da han tang ba lang an ve ti phas ma chan no va pa ba ko. Bây giờ đó mình thử copy cái câu này nha.
copy. Xong rồi mình vào đó, mình vào có cái phần là phần search, phần tìm á. Để con phải tắt, để con phải tắt, con mở lại vì hồi nãy cái phần tìm con đã tắt cái window đầu tiên này. Phải mở lại. Để chỉ cho quý vị cái cách search nó rất là hay. Khi mình có một cái câu kinh mà mình không biết ở đâu thì trong vài giây thôi là họ cho mình cái đây, họ cho mình cái đáp án liền. Pass. Rồi look up. À đang sao lại tiếng Hán. À tìm, để xem nha. Phần tìm nó nằm ở đâu? Canon search help. Search ở đây, mình phải mở phần search. Sorry, rồi ha. Mở phần search này. Rồi mình đợi giãn cái đoạn mình cần tìm vào. Rồi xong rồi mà mình tìm. Vì sao mình lại... À đúng rồi, xin lỗi, chắc là đúng rồi, giãn sai chỗ. No fight, có thể là do mình đánh cái dấu phẩy, dấu sắc gì nữa, nó sao nó không có không có chính xác hay sao ha. Nahi pa panka tanka mang sachu ki rang pa muchati. Rồi tìm lần nữa. Hoặc là mình bỏ bớt cái câu sau đi, mình để một câu thôi. Thì có không ha. Dạ thì hôm hồi trước mà khi mà con làm luận án đó, mà con hay cái tìm kiểu này lắm, mà nó rất là hiệu quả. Đây ha. Mà tìm cái câu đó là nó ra liền. Nahi pa pang ka tang ka mang, nó xuất hiện ở đâu này? Nó trong neti pakarana này, trong petakopadesa này, trong thammapada này, trong niruti này, trong bộ anudipanipatha ha. Thì chỗ mà nó xuất hiện chỗ nào thì nó cái câu đó nó đánh, nó highlight lên cho mình thấy liền. Dạ thì đây là một cái phần mềm rất là hữu dụng. Hai cái này mình kết hợp với nhau là cái Nikaya Reading và cái Pali Dictionary này. Thì mình học á, mình nhất là cái phần mà Nikaya Reading này đó, quý vị mà học đó, trong hiện giờ trên chùa á, con đang dạy cho các cô ở trên Vinh Không đó, là bài kinh niệm xứ. Thì học một ngày còn một đoạn thôi, một ngày một đoạn mà phải học thuộc lòng, mà học thuộc lòng cả ba thứ luôn. Bởi vì dù như mở kinh niệm xứ ra ha, quý vị thấy rằng là kinh niệm xứ. Câu đầu tiên là tẩy ngang cái chữ. Câu đầu tiên tiếng Pali này. À. Câu đầu tiên chỉ có chương này thôi. Evang me sutang ekang samayang phagava kuru suviharati kama saramang nama kuru nang nigamo tatrako phagava fiku amantesi fikavo ti farante ti te fikavo fiku phagava to pachaso sung phagava etadabocha. Thì một câu này mà học từng chữ một. Evang nghĩa là gì, me là gì, sutang là gì, từng chữ rất là rõ. Rồi bắt đầu mình dịch đọc qua bản dịch tiếng Anh cũng chỉ một đoạn ngắn thôi. À, và đoạn tiếng Việt cũng chỉ còn một đoạn ngắn này thôi. Một tuần học một tuần là học một buổi thì học một đoạn chừng đó thôi. Nhưng mà một tí là mình nói một đoạn thôi ha. Nhưng mà quý vị thấy mình học được rất là nhiều từ. À, ví dụ như một đoạn như vậy thôi mà. Ekayano ayang fikave mago satanang visuthiya. Thì từng chữ là mình đều học hết á. Thì mình học á, quý vị cái này mình tự học được. À, về việc từ Ekayano này mình mà muốn biết nghĩa thì mình copy cái chữ này ha. Quý vị mở, quý vị ở đây mà từ điển á, thường là từ điển hồi trước á, là mình có thể từ Ekayano. À, nó có Ekayano, có từ điển Pali này Ekayana, Ekayano, mà không có thì mình đổi thành Ekayana. Có này ha, Ekayana là độc đạo hay là chỉ có một đường lối này. Như vậy ở đây nó có từ điển Pali luôn, mà hồi nãy nó bị trục trặc đó. Cái chữ Ayang ha. À, mình mở chữ Ayang ra. Ayang có nghĩa là số ít của ý má, là có nghĩa là người này, this person, cái này. Vâng vâng, quý vị thấy như vậy là mình có từ điển Pali Anh, Pali Việt và Anh Việt ngay tại đây luôn. Mình tự học được từng chữ một. Chỉ có một cái mà quý vị tự học hơi khó là văn phạm. Thì hiện giờ là sư cô nhiệm pháp có dạy văn phạm Pali rồi. Thì quý vị có cái biết về các cách, cái thi, các cái động từ đó, quý vị áp dụng vào đây quý vị học á. Các sư trẻ đó, mình học cái này rất là hay. Mỗi ngày, một ngày mình học một câu thôi.
một ngày một câu thôi, buổi sáng 4 giờ sáng cho tới 5 giờ sáng, 1 tiếng đồng hồ học một câu thôi. Rồi cả ngày đi làm là làm sao thuộc cái câu đó, ngày mai học câu khác. Chỉ cần một năm là quý vị giỏi rồi đó, không cần nhiều đâu. Mà mình phải học, mà học ngôn ngữ á, học ngoại ngữ là mình phải học đều, ngày nào học hết á thì nó mới giỏi. Chứ con mình học bữa rồi mình nghỉ 3-4 bữa rồi học bữa nghỉ 3-4 tuần thì nó không có tới đâu hết. Rồi cái tiếp theo có ái hoại gì nữa không? Mình còn được 15 phút. Lúc cũng có gì nào về thằng hỏi thêm nữa. Dạ. Có bữa nay buổi chiều nay cũng có thêm nhiều vị vô một buổi sáng thì không có dự như buổi chiều đó. Còn mỗi ngày tức là có nhiều quan niệm cho rằng tức là có một bài pháp thôi, nhưng mà sư huệ sẽ phép giống tên gì đó là tiến sĩ Phật học giảng nói rằng người đắc được sơ thiền là đã đắc quả của đầu hoàng, tức là đã nhập lưu rồi. Thì như vậy á, theo sư huệ thì nghĩ rằng là sơ thiền nó chỉ là đắc thiền của sắc giới thôi, chứ không phải quả tu đầu hoàng. Tu đầu hoàng nó phải là cái đó là cái siêu thế của Phật giới ra, còn cái bốn thiền này nó là ngoại đạo đó, cái là bà la môn nó khó rồi. Xin hỏi xin như sơ trả lời dùm. Thứ hai, cái câu này, cái câu á thì cũng liên quan đến tu đầu hoàng. Trong kinh đó, trước khi nói vấn đề này, sư huệ cũng xin ý kiến rằng trong bài kinh Trung Bộ số 64, đại kinh Malukya Buddha Sư Tăng, một vị đó hỏi Như Lai, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn siêu thoát, Như Lai ở đâu? Thế giới này là vô biên hay hữu biên? Thế tôi thì nó không trả lời mà Thế tôi nói ông đến đây thì ông xuất gia, ông đến đây đặt vậy đó, mục đích của người là hỏi, cũng mình là hỏi những gì thì khi thích những con đường mà đi đến chính đắc đạo của bố đạo tục quả và một biết bạn, cho nên nó có liên quan đến cái đề mà giải thoát, cho nên chúng mình mới xin phép mới hỏi những câu gì của các quả thánh, ví dụ như quả tu đạo hoàng. Thế tôi có nói rằng chắc tức là cái người nào có cái đoạn trừ cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì người đó chính có đắc tu đầu hoàng. Còn có một cái bài kinh nữa là xin vệ sinh với tập nhân dân. Thế tôi nói với nữ Kali Gotha thành tổ bốn pháp này, ngày Gotha thì nữ thánh định nữ là bậc vừa luôn không còn thối đọa nhất chắc tiến quả nhất độ. Thế nào là bốn ở đây, ngày Gotha thì nữ thánh định nữ thành tựu lòng tin bất động với Phật, với pháp, với tăng và những ngày chú ở gia đình tâm thoát khỏi cấu quế của sa tham bố thí dễ dàng bàn tay rộng mở thích thú từ bỏ chia sẻ bố thí, được ghi trong kinh tương ưng bộ năm chương 11 phẩm phước đức sung mãn. Như vậy thì theo ni sư giữa cái ba cái thanh kiến và đi với thổ dạng như cái phần mà này thì nó liên quan như thế nào, là đúng chánh pháp của Như Lai như thế nào? Yeah. Khi mà nói về có cái bây giờ trả lời câu hỏi thứ nhất trước ha, là có nhiều người họ cho rằng chứng sơ thiền tức là chứng sơ đạo sơ quả, người ta cho rằng hai cái đó nó giống nhau. Có nhiều người họ hiểu lầm vậy lắm. Thật ra là hai cái đó hoàn toàn khác, hai con đường khác nhau, con đường của thiền chỉ và con đường của thiền quán ha. Con đường của thiền chỉ đó thì mày đi tới từ sơ thiền cái tới tử thiền, rồi sau đó là thiền sắc giới luôn. Con đường thiền chỉ thì người đó chỉ lấy một cái đề mục và tâm mình chỉ chú vào cái đề mục đó thôi, và mình phát triển cái tưởng ánh sáng hay là cái tưởng quan tưởng gì đó ha, và cuối cùng đi tới các cái trạng thái tâm thiền. Thì thiền chỉ này đó thì nó mới đi tới cách của thiền chỉ, tức là mình không hề chú ý tới trí tới cái sự sống hay tới thực tài này hết á. Mình bỏ rơi thực tài luôn, mình chỉ sống với cái tưởng thôi. Thiền chỉ là sống với tưởng, tưởng càng mạnh thì cái thiền chỉ nó càng vững chắc nữa đó. Cho nên á, thiền chỉ là sống với tưởng và bỏ quên cái đời sống thực tài bên ngoài, không cần quan tâm tới là thân thọ tâm pháp gì hết trơn luôn. Và thiền chỉ này thì kết quả sẽ đưa tới là các tầng sơ thiền, từ sơ thiền cái tới tử thiền. Nhưng mà thiền chỉ này á, nó không phải là giải thoát. Ngoài đạo cũng có thiền chỉ này. Trước khi Đức Phật ngài thành Phật á, ngài còn là Bồ Tát thì ngài cũng đi học với các vị thầy ngoài đạo, thì ngài cũng học cả cái tâm thiền này. Thì thiền ngoài đạo là chỉ có ngã thiền chỉ thôi.
Như vậy thì chị đưa tới cái quả là gì? Có được thân thông, có được các cái tầng thiền và sinh lên được các cái tầng thiền sắc giới, tầng trời sắc giới. Nhưng mà hết phước của cái tầng trời sắc giới đó thì cũng phải đòa xuống, thậm chí là xuống tới địa ngục, xuống tới cảnh khổ, hoặc là may mắn lắm là được lại làm người, vẫn còn quanh quẩn ở trong tam giới. Còn á, con đường khác mà Đức Phật, chỉ có Đức Phật mới tìm ra thôi, đó là con đường thiền quán. Thì con đường thiền quán đó là không cần phải đi qua thiền chỉ, mà người này á, chỉ cần là dùng tự niệm xứ là nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh cần, tinh cần, quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, các pháp trên các pháp, mà thấy rõ được ba đặc tánh vô thường, khổ, vô ngã của tất cả. Và từ đó là không chấp trước bất cứ một vật gì ở trên đời nữa. Thì khi đó, vì đó đó là diệt hết. Khi mà thấy rõ ràng là thấy được thực tánh của nó thì đâu có còn dính mắc với nó nữa. Và từ từ đó diệt các cái kiết sự cũng như là các cái tùy miên. Mà khi mà diệt á, diệt phiền não mà trong thiền chỉ đó là diệt một cách là tạm thời thôi. Còn diệt mà trong thiền quán mới gọi là diệt một cách đoàn tuyệt. Vì vậy cho nên kết quả của thiền quán chính là đưa tới các cái tầng đạo và quả. Diệt bao nhiêu kiết sự thì đắc được sơ đạo. Diệt ba kiết sự đầu tiên thì đắc được sơ đạo, đến hai kiết sự thô đó. Tức là mình nói cho rõ cái tên luôn ha, tức là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ thì đắc được sơ đạo. Diệt hết được thêm dục ái và sân loại thô thì được đắc được tứ đa hàm là nhị đạo. Rồi lên tới là diệt hết dục ái và sân cả loại thô cũng như loại tế thì đắc a na hàm. Và cuối cùng diệt năm cái hà thường phân kiết sử, đó là dục ái, xin lỗi, sắc ái, vô sắc ái, phóng dật, ngã mạn và vô minh. Thì như vậy á, là diệt hết hoàn toàn thì người đó đắc quả a la hán là tự đạo tự quả. Vậy thì đó, khi một người mà không có đi qua diện thiền chỉ hành thiền quán thôi, thì cái tâm của người đó mà để mà đạt được sơ đạo đó, thì cái mức để mà đạt được sơ đạo thì tâm đó cũng chính là tâm sơ thiền rồi. Vì tâm sơ thiền là tâm gì? Có phải có được đầy đủ tâm tự hỷ lạc định, mà phải vượt qua được các cái triên cái. Thì người mà đã sơ đạo thì chắc chắn họ phải vượt qua các triên cái, tâm họ cũng phải đi tới gạt mang ngang cái mức sơ thiền. Cho nên khi mà nói tới các đạo quả đó, thì cái tâm mà sơ đạo thấp nhất á, là tâm sơ đạo sơ thiền. Là vì sao vậy? Là bởi vì có những người họ không có đi qua thiền chỉ, mà họ tu quán đúng cách, họ có sát na định, họ cũng có hỷ, có lạc, có tâm, có tử, cho nên họ cũng có sơ thiền. Thì cái tâm tương tự như sơ thiền ha. Vì vậy cho nên là có sơ đạo thì chắc chắn là có được sơ thiền, nhưng mà sơ thiền thì không chắc có được sơ đạo. Đó là cho nên họ lầm nhầm lẫn cho rằng có sơ đắc sơ thiền tức là đắc sơ đạo. Cái đó là mình phải nói lại, đắc sơ thiền thì chưa chắc là đắc được sơ đạo, nhưng mà đắc sơ đạo thì chắc chắn là có đắc được sơ thiền rồi. Rồi bây giờ câu hỏi thứ hai đó là bên này là thường thì mình hay nói rằng là phải diệt hết ba kiết sự, thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì khi đó là mình mới là đắc tu đà hoàn. Nhưng mà trong cái bài kinh này đó thì nói về bốn niềm tin bất hoại. Hình như bốn phải không? Bốn niềm tin là về Phật, về pháp, về tăng và về giới. Dạ. Thì khi mà mình có niềm tin tức là mình còn nghĩ vậy đó. Tức là mình đoàn được nghĩ này. Dạ, mô Phật. Và khi mà một người đó mà đã có một cái niềm tin đối với pháp, thấy pháp thì không còn thân kiến. Niềm tin đối với pháp, niềm tin bất động đối với pháp á, tức là mình tin pháp, mà tin của khi mà nói tin pháp mà của đạo Phật á, tin không phải là nghe xong là tin, mà đã nói tới cái niềm tin, mà niềm tin tình tín bất động á, tức là người này tin pháp có nghĩa là đã thấy rõ chân lý, thấy rõ sự thật rồi. Mà đã thấy rõ sự thật á, tức là họ đã không còn thân kiến nữa rồi. Họ không còn tà kiến nữa rồi. Dạ, cho nên là mặc dù không có dùng cái từ là không còn tà kiến, nhưng mà họ đã có cái niềm tin bất đồng đối với pháp. Và bây giờ đó họ có niềm tin đối với giới. Niềm tin đối với giới tức là cái giới của họ rất là trong sạch, rất là kiên cố, thì làm sao không giới cấm thủ nữa. Giới cấm thủ đó tức là dừng cái giới sai lầm. Nhưng mà đây là họ đã có cái niềm tin kiên cố đối với giới nữa. Cho nên là mặc dù dùng ngôn ngữ khác, nhưng mà khi mà họ đã có được bốn niềm tin bất đồng đó thì họ đã diệt được thân kiến, họ cũng đã diệt được hoài nghi, họ cũng đã diệt được giới cấm thủ rồi. Dạ, về mình là chí phấn tức chí pháp, nó không còn khác. Sư đồng ý á? Dạ. Qua cái này cũng xin nói cái kiến đề đúng là thầy
sở cái tâm, cái suy nghĩ của sư huệ giống như là, nhưng mà sư huệ muốn hỏi để cho đại chúng đều biết, tại vì con đường mà tu á, những vị xuất gia mà không hướng đến bốn đạo bốn quả thì đó là nó sai rồi. Thì cũng như trong mà 16 tuần tuệ á, thì cũng như như là sư như sư đã nói, thì cũng giống như cái tuần tuệ thứ ba là tuần tuệ thấy được cái danh sắc, thì nó thấy cũng tương ứng thì vâng. Dạ. Dạ cảm ơn sư. Dạ. À, bây giờ mình cũng hết giờ rồi. Bây giờ mình kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Và con cũng xin tuần tới cho con xin nghỉ một buổi vì con bận đi Phật sự. Nên từ 2 tuần tới mình nghỉ ha. Rồi sau đó mình học lại. Dạ. Dạ mời quý vị hồi hướng. Thôi mình ngồi thôi, ngồi. Sư hồi đó xin nói lại ngày mai sư đi sư là giảng cái bài pháp ở để thông báo cho mọi người để biết nếu ai có live stream mình á thì theo dõi. Dạ sáng mai đó thì con có một cái thời pháp chùa Giác Ngộ của thầy Nhật Từ đó cho khóa tu giao duyên, đề tài là thấy biết như thật, và cái buổi thời pháp này sẽ được livestream ở trên Facebook của trang thầy của thầy Thích Nhật Từ. Thì quý vị ai mà có điện thoại mà có Facebook á, hoặc là YouTube á, quý vị có thể lên đó để nghe trực tiếp ha. Dạ. Dạ rồi xin mời mọi người cùng hồi hướng. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tử nha ta dô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tử nha ta dô. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tử nha ta dô. Y đằng vát ta mê buôn nhân a sa va kha ya va hang hô tu. Dạ mời quý vị nghỉ.